qua phòng anh nghe chờ tiền bữa này đi mua luôn này. Mà em một tay ăn chung cái nữa. Không có chơi. Em có tiền hơn đó, mẹ chờ con. Mẹ đã chờ không còn tiền. Ta nó bỏ vô he ta nó đi mua chứ không đủ mua tay nó ra. Mẹ cho đang đủ. Không còn tem nó ra luôn kìa. Em xin chào mấy chị ha, em chào cả nhà mình, em chào chị Phạm Mai ha. Mấy chị ơi, mấy chị chấm bài giúp em nha, mấy chị chấm bài giúp em cho mấy chị. Mấy chị xem like chấm bài giúp em và cho em xin một lượt chia sẻ nha. Mấy chị cho em xin một lượt chia sẻ nha mấy chị. Dạ chị Phạm Mai ơi, chị chiều nay chị có mua nữa không? Nếu mà chiều nay chị mua nữa thì em sẽ dồn ha. Em dồn vô luôn cho chị. Chiều nay chị mua đi ha, rồi em dồn vô luôn ha. Bắp này đen này là hoa đó chị vô thường. Cái này là tôn nhung, đẹp ngất ngay luôn. Cái này là tôn nhung nha. Chị vô thường phải hỏi khúc này không chị vô thường? Chị vô thường phải khúc phấn hài không? Đâm, cái tầm chị đâm hả? Ừ, cúp xa. Mấy chị thích em lên tôn hay là thích em lên lụa mấy chị? Chị nào thích tôn thì chấm tôn, mà chị nào thích lụa thì báo em lụa ha. Mấy chị cố gắng chia sẻ bài giúp em nha mấy chị nha. Chị bên bôn tôn nè. Chưa cho chị mấy tấm lụa hả chị Phạm Mai? Tiền gương rồi đang ố trong nén nữa. Đang ố trong nén có nữa. Đây chị lấy cái này không? Mô có mấy ngàn thôi. Chị Phạm Mai lấy cái này không? Cái này là lùa đuổi ha. Cái này là lùa đuổi, chị Phạm Mai lấy thì báo ok. Cái này là lùa đuổi chị Mai. Chị Phạm Mai nha, cái này mấy chị lên áo dài, lên đầm gì cũng được hết, coi giãn nè. Vậy chị Phạm Mai lấy cái này thì báo ok giúp em nha. Chị Phạm Mai lấy cái đó thì báo ok giúp em. Em lên xem kẽ cho mấy chị nha. Mấy chị thì tôn thì tôn kiện thì em chưa có khui vô đấy chị Gia Hân Trương. Ngày hôm qua có tôn kiện chứ ngày hôm nay không có tôn kiện ha. Chị Phạm Mai lấy khúc đó thì báo ok giúp em. Em lên tôn cho mấy chị nè. Cái này là tôn biên xù nha mấy chị. Cái này là tôn biên xù nha. Cái này là tôn biên xù. Cô vẫn gấp tọt của ta đó mày. Chị Phạm Mai lấy cái đó thì báo ok chị Phạm Mai nha. Chị Phạm Mai lấy cái khúc lụa đuổi đó thì báo ok giúp em. Em bỏ cho mấy chị. Cái này là 2 mét này là 55k. 2 mét này là 55 tôn mấy chị nha. Cái này là tôn biên xù. Tôn biên xù 55 mấy chị báo cho em 55. 55k kèm số mét. Không có lụa thì em đi ngủ à. Lụa thì hàng này hàng khúc á Lê Phan Thị My. Lụa hàng khúc nha. 55, chị nào lấy 55 lấy nữa thì báo em 55k kèm số mét nha mấy chị nha. Cái này là tôn mấy chị, tôn hai da màu xanh ghi. Khúc này là màu xanh ghi. Khúc này là màu xanh ghi nè. Màu xanh ghi này là 59k. 2 mét tôn màu xanh ghi này là 59 mấy chị báo em 59k nha. 59. 59 này là 2 mét tôn mấy chị báo em 59k kèm số mét. 59k kèm số mét mấy chị ha. 59k đó là 2 mét. 59. Cái này là tôn chấm bi nha mấy chị, cái này là tôn chấm bi. Cái này là tôn chấm bi. 54k. 54k mấy chị báo em 54. 54 được 2 mét cho mấy chị, 54. 54 bi nhí mấy chị nha, cái này là bi nhí 54. 54. Mấy chị có thấy rõ không mấy chị? Mấy chị có thấy rõ không? Mấy chị có nghe không? Em đọc 3 mẫu rồi.
Em đọc 3 mẫu rồi mà em chưa thấy chị nào chốt hết nè. Cái này là 54 nha. 54, chị nào lấy 54 chấm bi nhí này thì 54 tôn. Có chỗ gọi là tôn, có chỗ gọi là lăng. Em lên cái lụa đuổi này cho mấy chị, cái này là lụa đuổi nha. Áo dài, váy áo, đầm bộ đều được, không cần lốt, có co giãn nè. 38k. Hai mấy 38k, mấy chị bán em 38, cái này là cái lá mấy chị nha, cái này là cái lá. 38k, hai mấy. 38k, mấy chị bán em 38. 38 nó là hai mấy. Cái này là tơ nha, cái này là tơ, tơ này mấy chị lên áo kiểu, lên áo đầm. Khớp tơ này là 16k. 16k mấy chị bán em 16. 16 một mấy rưỡi. 38 em chốt chị Phạm Mai. 38 em chốt chị Phạm Mai. Chị có 3 16 có thấy chưa? Em thấy thì bật ghi giấy khác đi. 38 em chốt chị Phạm Mai. Cái này là lụa satin làng hồi nha. 16 em cũng chốt chị Phạm Mai. Ủa? Chưa cài đẹp mà in hả? Cái này không in được hay bé? Ồ, chưa chuyển mạng không in được. Nào đưa xuống đây đi, đưa xuống đây đi. Cái này là lụa satin đàn hồi nha, mềm mướt rũ nó giãn theo kiểu đàn hồi nha mấy chị. 34k. 34k chị Phạm Mai luôn đó. 34, khúc này là 34 mấy chị bán em 34. 34, 34 này mấy chị lên áo dài áo đầm được nha. Mấy chị lên áo dài áo đầm được rồi. 34. 34 lụa satin đàn hồi đó là 34 mấy chị bán em 34. Cái khúc này là lụa mango nè. Khúc này là lụa mango nha, mềm mướt rũ có co giãn. Cái lá, cái này là cái lá này. 36k hai mấy. 36k này là lụa mango. 36k này là lụa mango, mấy chị báo em 36 nha. Rồi ok chị Phạm Mai số điện thoại của chị. 36 mấy chị báo em 36 em chốt chị Lâm Liễu. 36 em chốt chị Lâm Liễu. Em lấy khúc tôn nhung này đẹp cho mấy chị này, tôn nhung nha, khúc này là tôn nhung. Khúc này là tôn nhung. 74k. Khúc tôn nhung này là 74k. Ủa chị Hy Liễu sao không nhắn tin được chị? Bình thường mà. Tin nhắn em bình thường mà mấy chị. Chị vô file chị comment em đọc được là chị nhắn tin được chứ sao không được chị Hy Liễu hả? Cái này là được 2m3 tôn nhung nha. Tôn nhung. Có cái tôn nhung này là 74k, được 2m3. 74 tôn nhung rất là đẹp, 74. Mấy chị báo cho em 74. 74. Cái này là von găng nha mấy chị nha, cái này là von tơ găng nha. 74 em chốt chị Tina Trần. 74 em chốt chị Tina Trần. 74 em chốt chị Tina Trần này. Mấy chị đang mới lên số điện thoại giúp em nha. Cúc Lâm Liễu đâu rồi? Cái này là 5 quen, quen cân nhầm giá. 74 em hết rồi chị Nga. 74 em hết rồi. Khúc này là 39k này. 39k này là von. Von hàng mấy chị nha. Cái này là mấy chị lên áo kỹ gói đầm áo dài. Ba mươi chín k. Mấy chị bán em 39 nha. 39 mấy chị bán em 39. 39 mấy chị bán em 39. 39 em chốt chị Tina Trần. Cái này là von hàng mấy chị nha. Cái này là von lụa. Von lụa mềm mướt rũ nhưng mà nó không có giãn nha mấy chị. Cái này von mềm mướt rũ không có giãn. Cái này mấy chị mây bộ ha. Mây bộ mây đầm. 41k. 41k mấy chị bán em 41. 41k mấy chị báo em 41. 41, 41, 18, 41k, 18. 41k. Cái này là satin mấy chị nha. Cái này là lụa satin đen. Cái này mấy chị lên quần áo dài này. Lên áo ha. 31k. 31k mấy chị báo em 31 lụa satin màu đen 31. 31 mấy chị báo cho em 31. 31 mấy chị báo cho em 31 nha. 31. 31 đó là lụa satin màu đen. Cái này là von hà lụa mấy chị nha. Cái này là von lụa này, mềm mướt rũ nhưng mà nó không có giãn.
Ủa sao vậy chị Hy Liễu, có khi nào chị bấm cái gì trong đó không? Khúc này là 45k. 45k. Khúc này là 45k, mấy chị bán em 45, váy áo làm bộ đều được. Nhiều lúc do messenger của Hy Liễu thì bị lỗi á. 1m9 mấy chị nha, 1m9 45. 1m9 này là 45, mấy chị bó cho em 45. Cúc này là cũng von lụa hoa nhí nha mấy chị, cái này là von lụa nha. Có von lụa hoa nhí. Váy áo đầm bộ áo dài nha mấy chị nha. 31 em chốt chị Trương Thiết Trinh nè. 31 này đây nè. Cúc này là 52k. 52k mấy chị bán em 52, áo đầm nha. Áo kiểu áo dài 52 von lụa, mềm mướt rũ 52, em xem thấy được mấy mấy. 24 52k hoa nhí rất là dễ thương nha. Hoa nhí rất là dễ thương. 24 đó là 52k. 52. Cái này là satin nha mấy chị, cái này là satin, mấy chị may được một cái áo sơ mi này. Hình con voi nha. 23k. 23k mấy chị bán em 23. Cúp này 23, mấy chị bán em 23. 23 được một mấy mốt, 23. 46 em chốt chị An Nguyễn. 46 em chốt chị An Nguyễn ở đây này. 46 là cái mô rồi. 46 là khúc nào chị An Nguyễn? Không, không. Chị đi lại tê rồi. 23 em chốt chị Thanh Tâm nè. 23 em chốt chị Thanh Tâm. Đây đây đây. Chị tê được rồi. 23 em chốt chị Thanh Tâm. Chị An Nguyễn chứ đi là cũ hồi sáng đó mấy chị. Chị An Nguyễn chứ đi là cũ hồi sáng nha. Khúc này là 24. 24 này là lụa mềm mướt rũ nhưng mà nó không có giãn 24 nha. 24 1m2. 24 này là 1m2 mấy chị bán em 24. 24 mấy chị bán em 24. Cái von hàng nó đẹp mà mấy chị, von hàng nó đẹp mà. Cái này là lốc giấy nha mấy chị, cái này là lốc giấy nha, lụa lốc mấy chị mua về để làm lốc nè. 2m 30k. 2m 30k. 24 em chốt chị Phạm Mai, lốc giấy Nhật có giãn nha, 30k 2m. 30k. 30k mấy chị bán em 30. Phạm Mai. 30k mấy chị bán cho em 30 nha, 30. 30 có chốt cho Cao Kim Anh. Còn cúc gắm này đem xe cho mấy chị giá 115 luôn nè. Gắm nha. Gắm này lên áo dài nè. Rất là đẹp. Lụa gắm nha. 45k. 45k mấy chị bán cho em 45. 45 mấy chị bán cho em 45 in đi. 45 mấy chị bán cho em 45. 45 nó được 2m. 45 đó là được 2m nha, 45. 45. Cái này là lụa có giãn nha, lụa có giãn, khúc này là lụa có giãn này. Nó bị lỗi một đoạn. Cái này nó bị lỗi một đoạn này. 24k. Khúc này là 24, mấy chị bán em 24. 24. 24 1,5m, 24 1,5m nó bị đỏ. Bị lỗi cái này rồi mấy chị ơi. Em tính 20 ha. Nó bị lỗi cái này em tính 20. Chị nào lấy này thì em tính 20 nha mấy chị nha. 20. 45 được 2m chị Thi Nguyễn. 45 được 2m nha. 45 là được 2m nha mấy chị. Cái này là lụa mango nha, khúc này là lụa mango. 1,5m lụa mango này. Lụa mango 42k 1,5m. 42k. 42, 20 em chốt chị Phương Quách. 20 em chốt chị Phương Quách. 20 em chốt chị Phương Quách. 1,5m 42k mấy chị bán em 42. 42. Cái này là lụa hô ba tai mấy chị nha, có giãn nha, lụa hô ba tai màu hồng. Lụa hô ba tai. 24 em hết rồi mấy chị, 24 em hết rồi. Bêu. Bêu sau lưng em đau chị Hoa Văn Thiên. Cái này là 46k. 46k. 46k mấy chị bán em 46. Rồi để chị, để hồi em xem cái còn khúc nào lốc giấy em bỏ chị Hoa Văn Thiên nha. Cái này là 46k, mấy chị báo em 46. 46 này là lụa hô ba tai mấy chị nha, hô ba tai 46.
3m3. 3m3 46 mấy chị báo em 46, 3m3. 46 nó là 3m3, mấy chị báo em 46 nha. Chị nào lấy 46 thì báo em 46. Cái này là von mấy chị nha, cái này là von, lên được cái áo kiểu ha. Cái này mấy chị may được một cái áo kiểu. 15k. Khúc này là 15k. 1m1 mấy chị, 15k 1m1. 15k 1m1. 46 em chốt cho chị Kiều Dung Trần. 46 em chốt chị Kiều Dung Trần nè. 46 em chốt chị Kiều Dung Trần. Ấu 16 là cái nớ, cái này có 10 mái thôi. Cái này là von chi phong nha mấy chị, khúc này là một von von chi phong nè. 15 em chốt chị Phạm Mai. 15 em chốt chị Phạm Mai, cái này là von chi phong nha. Von chi phong này mấy chị may áo kiểu, may áo đầm lên áo dài được nha. 65k. Khúc này là 65k von chi phong. 65 mấy chị báo em 65. 1 39 65k von chi phong. 39 65 mấy chị báo em 65. 65 mấy chị báo em 65. 65 mấy chị báo em 65 nha. Cái này là tiết mưa mấy chị. Cái màu đen là tiết mưa nha, cái này mấy chị lên đồ vest nè. Có giảm nha. May đồ vest. May may quần tây nha mấy chị. Em có cái khúc đen này chắc rất đẹp, đẹp lắm. Cái đen nha, cái này là đen, may quần tay. Khúc này 120. Khúc này là 120, mấy chị báo với em 120 nha. Có co giãn nha mấy chị, cái này có co giãn nha. 120. 1 3m7, 3m7 120, em chốt chị Lâm Liễu đẹp lắm chị Lâm Liễu. Đẹp lắm. Màu đen nó đẹp lắm á chị. Cái này là nhung nha, màu xanh rêu, cái này là màu xanh rêu nhung nè. 30 là khúc nào? 30 là khúc nào chị Phương Quách ơi, 30 là khúc nào chị? Nó rồi, chị Phương Nguyễn, mã hồi sáng. Cái này là 60k nhung mấy chị. 60k này là nhung nha, nhung 7 biên, 60k. 60k. 60k 1m1, 60k. 60k đó là 1m1, 60k. 60 60k. Cái này là von mấy chị nha, von lụa, mềm mướt rũ, váy áo đầm bộ đều được nha mấy chị. Váy áo đầm bộ đều được nè. 38k. Khúc này là 38 mấy chị báo cho em 38. 38 mấy chị báo cho em 38. 38 1m7. 38 được 1m7 von lụa nha. 38 1m7. 60 em chốt chị Trúc Sáu nè. 60 em chốt chị Trúc Sáu. 36 em chốt chị Thanh Ni. 36 cái này là von lụa nha mấy chị, mềm mướt rũ nha. Váy áo đầm bộ đều được. Váy áo đầm bộ đều được. Khúc này là 38k. 38k. 38 mấy chị báo em 38. 38 được 1m7. 38 1m7. 38 1m7 mấy chị báo em 38. Đó, 38 mấy chị báo em 38. Này nè. 38 mấy chị báo em 38. 38. 38 chốt chị Trao Thị Thanh Nguyễn. Cái này là von nha mấy chị nha, von lụa nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt. Cái này là váy áo đầm bộ không cần lốt. 32k. 32k. 32. 32. 32. 32 1m8, 32 1m8 có hình thiếu mà. Có, hình đã có cốc rồi. 32 1m8. Người của Trao Thanh Nguyễn. 32 em chốt chị Ba Lê. 32 em chốt chị Ba Lê. Ba hai cho chị Ba Lê. Cái này là von nha mấy chị, cái này là von ha. Cái này là von. Khúc này là 28k. 28k mấy chị báo em 28 nha. 28 mấy chị báo em 28.
28. 28 này được 1m8, 28. 28 chị bán em 28 được 1m8. 28 được 1m8 chị bán em 28. Cái này là lụa hô ba tai mấy chị nha, có co giãn này, màu vàng. 28 em chốt chị Ti Lan Nguyễn. Khúc này là 40k. Khúc này là 40k, nó có bị lỗi một lỗ này là em xé. Cái này là 40k mấy chị bán em 40 này, Ti Lan Nguyễn này. 40k mấy chị bán em 40 nha. 40 em xé ra rồi, không còn 40 đâu. Cái này là được 1,5 đó mấy chị. Tầng chứ. Đấy. Cái nào tầng chứ. Ờ. 40k em chốt chị Âu Trần này. 40 em chốt chị Âu Trần, không được 40 đâu ha. Không được 40 đâu chị. Em xé ra rồi là không còn 40 đâu. Cái này là von nha, cái này là von chiffon, màu xanh dễ thương lắm. Cái này mấy chị lên ốc kiểu, lên ốc đầm nha. 27k. Khúc này là 27 mấy chị bán em 27. 27 này được 1,5 m mấy chị, 27 1,5 m lên được cái áo đầm 27. 27 mấy chị bán em 27. Cái này là von lụa nha mấy chị, váy áo đầm bộ áo dài đều được nè. Von lụa. Em căng hết, chị nào lấy hết thì bao em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em kia. 88k. Khúc này là 88k mấy chị ha, 88k von lụa. Mềm mướt rũ ha, mềm mướt rũ nhưng mà nó không có giãn. 88k. Chị nào lấy hết thì bao em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em chia. 88. 39. 39 88. 39 88 mấy chị báo cho em 88. 88. Cái này là tơ nha mấy chị, cái này là tơ ha, tơ von ha, lên áo kiểu lên áo đầm. Lên áo kiểu lên áo đầm nha. 88 mấy chị nào lấy hết thì báo em lấy, chị nào không lấy thì báo em chia. Khúc này là 48k. 48k tơ von nha, lên áo kiểu lên áo dài lên áo đầm. 48k mấy chị báo em 48. 48 1 30,5, 30,5, 48 em chốt chị Ti Na Trần nè. Em chốt chị Ti Na Trần. Cái này là von nha, cái này là von. Von. Cái này là von lụa mấy chị nha, von lụa, may áo dài. Khúc này là 36k 2m. 36k này là 2m von nha mấy chị nha. Cái này là von 36, mấy chị báo em 36. 36 mấy chị báo giúp em 36. 36 mấy chị báo cho em 36. Cái này là lụa dẻo mấy chị, cái này là lụa dẻo, lụa trao tôn nha. Váy áo đầm bộ đều được nha mấy chị. 49k. Khúc này là 49k lụa dẻo, lụa trao tôn. 49 mấy chị báo cho em 49, có co giãn nha. 49 1 31. 31 49k. 31 đó là 49 mấy chị bán em 49. Cái này là von lụa màu xanh đen mấy chị nha, váy áo đầm bộ áo dài. Không cần lót nè. Cái này mấy chị may áo dài được nha mấy chị. Mềm mướt rũ. 44k. 2m này là 44k von lụa. 44k có co giãn nha mấy chị nha. 44 mấy chị bán em 44. 44, 44 này được 2m1. 44k mấy chị báo cho em 44. Mấy chị có thấy rõ không mấy chị ơi? Like hồi nãy giờ toàn là khúc đẹp không á. Đẹp lắm. Cái này là lụa có giãn nha mấy chị. Cái này mấy chị may đầm xòe nè. Cái này mấy chị lên đầm xòe. Lụa có giãn nha, lên đầm xòe. 81k. Khúc này là 81k lụa hay da mấy chị. 81. 81 em xem thấy được mấy mấy 81. 2m2. 2m2 này là 81 mấy chị nha. 2m2 81 có giãn nè. 2m2 81 em chốt chị Ti Na Trần. Em chốt chị Ti Na Trần. Cái này là lụa trăm đê nha. Cái khúc này là lụa trăm đê, may được một cái áo kiểu nha. Khúc này mấy chị may được một cái áo kiểu. 24k.
24k mới được một cái ốc kiểu 24, mấy chị bán em 24. 24, mấy chị bán em 24. 24. Cái này là satin nha mấy chị, cái này là von mấy chị, cái này là von nha, cái này là von. 24 em chốt chị Hải Nguyễn. Cái này là von nha mấy chị, 46k. Khúc này là 46k mấy chị bán em 46. Màu xanh đúng không? 46 này được 2,5 mét. 46k von. 46k mấy chị bán em 46, Hải Nguyễn đó. 46 em chốt chị Tina Trần. 46 em chốt chị Tina Trần. Cốc này là u mì mấy chị nha, cốc này là u mì. Thùng u mì nha mấy chị. Thùng u mì 1,5 mét. Cốc thùng u mì này là 1,5 mét nè. 1,5 mét này là 78k thùng u mì my body nha mấy chị nha. 78k 1,5 mét. 78k 24 em hết rồi, em 24 đó em có một khúc em chốt rồi chị. Chị Yến Mỹ nha. 24 đó em có một khúc em chốt rồi. Cái này là lụa cát mấy chị nha, cái này là lụa cát nè. Khúc này là lụa cát. 1,1 mét may được một cái áo hay là một cái quần thôi ha. 23k. Khúc này là 23 mấy chị bán em 23. 23. 23 mấy chị bán em 23. Cái này là cũng lụa cát luôn mấy chị nha, lụa xốp cát nha. Váy áo đầm bộ đều được nha mấy chị. 23 em chốt chị Vũ Thị Xuân. 23 em chốt chị Vũ Thị Xuân. Khúc này là 57k. 57k mấy chị bán em 57. 57 này là được 2,2 mét mấy chị, 57k. 57 lụa xốp cát, 57 2,2 mét. 57 đây là 2,2 mét mấy chị bán em 57. 57 mấy chị bán em 57. Cái này là lụa von mấy chị nha, cái này là von chiffon nha. Cốc này là von chiffon, may được một cái áo kiểu màu tím nè. Cái này là màu tím, may được một cái áo kiểu 24k. 24. 24 là 1,2 mét, 24. 57 em chốt chị Vũ Thí nha. Mấy chị đơn mới lên số điện thoại giúp em nha. Mấy chị mời đơn mới lên số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Cái này là cũng lụa xốp cát mấy chị nha. Cái này là lụa xốp cát có co giãn nha mấy chị nha. Váy áo đầm bộ đều được. 28k. Cúp này là 28k. Mấy chị bán em 28. 28 1,3 mét. 28 1,3 mét. 28 này là 1,3 mét mấy chị bán em 28. 28 mấy chị bán em 28. 28 em chốt chị Hải Nguyễn. 28 em chốt chị Hải Nguyễn. Cái này nó bị lỗi, nó đó. Cái này nó bị lỗi một lỗ này nè. Cái này hai khúc về mấy chị mai cho đủ bộ nha. Hai khúc này mấy chị mai cho đủ bộ tại vì nó lỗi. Cái này là 46k. Hai khúc này là 46, em tính cho mấy chị 36, nó bị lỗi á. Nó bị lỗi một lỗi chỗ này đó, em tính 36 về cho mấy chị may đủ bộ nè. Mấy chị may cho đủ bộ nha. 46 em tính còn 36, lụa xốp cát. Cái đó là lụa xốp cát nha. Cái này là von lụa. 36 em chốt chị Ba Lê. Cái này là von lụa mấy chị nha, cái này là 44k 2 mét. 44k. Bên có rồi. 44k mấy chị bán em 44k kèm số mét này von lụa. Cái này là von lụa mềm mướt rũ nha mấy chị. Nhưng mà nó không có giãn. Von lụa mềm mướt rũ 44k. 44k này là 2 mét mấy chị bán em 44. Khúc đó là hơn 2 mét mấy chị. 44 em chốt chị Ba Lê một khúc này. Ba Lê nè. Em còn khúc này là 48k mấy chị ha, 2,1 mét. 2,1 mét gì nào lái này thì bán em 48 nè, em còn một khúc. Em còn một khúc. Cái này là lụa cát mấy chị nha, cái này là lụa nha, may áo dài được nè. Von. Cái này là von mấy chị, von von chứ không phải lụa. Khúc này là von. Khúc này là 80k. 80k này là von nha mấy chị, 80k này là von.
Vo này mềm mướt rũ nhưng mà nó không có giảm. 80k. 80k này được 3 mét. 80k mấy chị bảo em 80 nha. 80k. 80k cái này mấy chị lên nguyên bộ áo dài được nha mấy chị nha. 80k 3 mét. 80k mấy chị bảo em 80. Chị nào lấy 80 đó nữa thì bảo em 80. 80 mấy chị bảo với em 80. Cái màu xanh đen này là lốt giấy mấy chị mua về để làm lốt nha. Màu xanh đen này mấy chị mua về để làm lốt nè. Mấy chị bị mặc áo mặc ở nhà được nha. Cái này là màu xanh đen nha mấy chị, cái này là màu xanh đen, để em căng hai mét. Hai mét này là 34 mấy chị. 34 nha, hai mét 34 màu xanh đen, mấy chị mua về cắt dành làm lốt ha. Có co giãn này. 34, mấy chị bảo em 34 em có được vài mấy. 34 mấy chị bảo em 34. 34 vậy nào lấy 34 đó thì bảo em 34 nha. Cái này là von lụa nha mấy chị, cái này là von lụa này. Váy áo đầm bộ đều được. 34 em chốt chị Tina Trần. 80 em chốt chị Trương Thiếu Trinh. 80 em chốt chị Trương Thiếu Trinh. Cái này là 35k. 35. 35 mấy chị bảo em 35 nha. 35. 35, 35 mấy chị bảo em 35. 35 này là 1m7 mấy chị, 35 1m7. 35 1m7, 34 cho chị Hoàng Liên Võ, 1m5. Chị Hoàng Liên Võ ơi, chị Hoàng Liên Võ lấy luôn giúp em ha. Cái này em không cắt được 1m5, cái này nó tới 37k thì hơn 2m2 em không cắt được 1m5 nè. Chị Hoàng Liên Võ lấy thì báo ok giúp em. 35 em chốt chị Thủy Trần. 35 em chốt chị Thủy Trần. Em chưa? Chưa. Cái này là tơ nha mấy chị nha, cái này là tơ ha. Cái này là von chi phong đó mấy chị. Cái này là von chi phong, mấy chị lên áo dài ha. Lên áo dài. Chị lấy thì báo ok giúp em nha. Rồi ok chị Hồng Liên Võ. Lâu ngày quá chị ha. 50k. Khúc này là 50k von chi phong. 50k. 50k này là được 2m5. 50k. 50k 2m5. 50k Hồng Liên Võ. 50k. Có màu xanh này dễ thương lắm mấy chị. Cái này von dễ thương lắm mấy chị nè, cái này là von nhà may áo đầm lên đẹp, dễ thương lắm mấy chị, áo kiểu ha. 50 em chốt chị Thủy Trần. Khúc này là 27k đẹp lắm, 27 nha, cái này là 27. 27 1m5 mấy chị, đẹp ngắt ngay luôn, 27. Phạm Mai hả? 27. Có Phạm Mai nó đâu. Có. Để nó đây, để nó đây. Nhiều không? Cái này không có dòng, chưa có chốt dòng vô hồi. Cái này là von chi phong nha, cái này là von chi phong. Thủy Trần. 27 em chốt chị Thiên Thư. 27 em chốt chị Thiên Thư. Cái này là 45k mấy chị, 45k. 45k này là von chi phong, 45 nha. 45 von chi phong. Mẹ có co giãn mấy chị nha, có co giãn von chi phong. 3 mét. 3 mét 45 em chốt chị Lê Thảo nè, Thiên Thư nè. Lê Thảo nè. Mấy chị cái khúc này đẹp lắm nha, von lụa nha. Cái này là von lụa này được 4m, 3m8, 3m9. Khúc này là 3m9 nè. Chị nào lấy hết thì báo em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em chia ha. Chị nào không lấy hết thì báo em chia, đẹp lắm. 89k. 89 này được 3m9. Váy áo đầm bộ đều được nha mấy chị. Mềm mướt rũ nè, không có giãn nha. Cái này mấy chị mặc đi đám được ha. Mấy chị may áo đầm mặc đi đám rồi được, mấy chị bộ ha. Mấy cái chắc này mấy chị mặc đi đám được, còn tôn thì mấy chị cũng chỉ mặc mát ở nhà thôi. Chị nào lấy hết thì báo em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em chia. Chị nào không lấy hết báo em chia nha. Cái này là lụa xốp cát nha mấy chị nha, có co giãn nè. Khúc này mấy chị may được một cái áo kiểu. May được một cái áo kiểu 21k. 21k may được một cái áo kiểu thôi nha mấy chị. 89 em chốt chị Đặng Bé. Chị Đặng Bé đơn mới lên số điện thoại giúp em với chị Đặng Bé nha. Mấy chị mà đơn mới lên số điện thoại giúp em chụp hình mà mấy chị xem không được á, em điện cho mấy chị xem ha.
Cái này là tơ nha mấy chị. Cái này là tơ nha. Tơ này mấy chị cũng may áo kiểu nè. May áo kiểu 14k. Khúc này là 14k mấy chị bán 14. 14 may được một cái áo kiểu 1m4. 14k tơ. 14k mấy chị bán giúp em 14. Cái này là lụa có giãn 4 chiều mấy chị nha. Cái này mấy chị lên body được nè. Co giãn 4 chiều luôn mấy chị ạ. Khúc này là co giãn 4 chiều. 14 em chốt chị Hải Nguyễn. Khúc này là 61k. 61k. Khúc này là 61, mấy chị bán em 61. 61, mấy chị bán em 61. 61 này là 1m9 mấy chị. 61 1m9 nha. 61 em chốt chị An Nguyễn. 61 em chốt chị An Nguyễn. Cái đó mấy chị may body được. Cái đó mấy chị lên body được nha. Cái này là lụa giấy mấy chị ha. Lụa giấy có co giãn này. May áo kiểu, may áo đầm nha. Khúc này là 28k. 28k mấy chị bán em 28 rồi. Ok chị Đặng Bé. Khúc này là 28k mấy chị bán em 28. Lụa giấy 28 mấy chị bán em 28. 28 em chốt chị Lâm Liễu. Cái này là von lụa nha mấy chị. Cái này là von lụa này. Áo kiểu, áo đầm, áo dài đều được. 42k. Khúc này là 42k mấy chị bán em báo em 42. 42 này là được 2m nha. 42 màu đen. 42 mấy chị bán em 42. Khúc này là lụa satin làng hồi mấy chị. Lên áo dài, áo đầm, bộ đều được nha mấy chị. Cái này mấy chị lên bộ, lên đầm, lên áo dài đều được. Khúc này là 35k. 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 42 em chốt chị Thủy Trần. Khúc này là 35k. 35 này may được một cái áo đầm, còn không là một bộ đồ đùi thôi nha mấy chị. Không đủ 2m may áo dài nha. 35 lụa satin đàn hồi. Khúc đó là lụa satin đàn hồi. Cái này là thun mấy chị nha. Cái này là thun lưới nha. Cái này mấy chị lên áo kiểu nè. Lên áo kiểu nha mấy chị nha. Đẹp lắm. 40k. Khúc thun này là 40k. Mấy chị báo em 40. 40k mấy chị báo em 40. 40 này 1m9 nha mấy chị. 40 thun ha. 40 mấy chị báo với em 40. Chị nào lấy cái đó thì báo giúp em 40. 40 em chốt chị Tina Trần. Von đã đô còn không hả chị? Cái này là von chi phong nha mấy chị nha. Cái von này von chi phong nó theo cho mình nè. Cái này mấy chị may được áo đầm, áo kiểu ha. 41k. Khúc này là 41k. Mấy chị báo em 41. 41. Để em xem cái von sẽ còn không mấy chị ha. Cái màu xanh đen này là bao chất cho mấy chị luôn nè. Von lụa nha. Cái này mấy chị may không cần lót, bộ được nha mấy chị. May bộ, may áo dài này, may áo đầm. Khúc này là 2m. 41 em chốt chị Phạm Mai. 45k. 45k mấy chị yên tâm, mấy chị nhận cái chất này đi ha. Có co giãn này, von lụa mềm mướt rũ đẹp lắm. Màu xanh đen 2m. 45k. 45k mấy chị bán em 45. 45 đó là 2m. 45. 45 mấy chị bán cho em 45. Cái này là von lụa nha mấy chị. Cái khúc này là von lụa. Khúc von lụa này là được 1m3 này. 1m3. 1m3 28k. 1m3 28 mấy chị bán em 28. 1m3 28. 1m3 đó là 28 mấy chị bán em 28. 28 mấy chị bán em 28. Cái này là lụa satin nha. Cái này là lụa satin. Cái này mấy chị lên áo đầm sơ mi này. 28 em chốt chị Hoàng Liên Võ. Khúc này là 21k. 21k may được một cái áo sơ mi nha, lụa satin. Cái này là lụa satin nha mấy chị. Lụa satin may được một cái áo sơ mi nha. May một áo sơ mi hình người á mấy chị. 21 em chốt chị Hải Nguyễn. Cái này là von chi phong. Khúc này là von chi phong. Von chi phong khúc này là 1m1. 1m1 nha, von chi phong 1m1. 22k.
Một mét mốt đó là 22, mấy chị bán em 22. 22. 22, mấy chị bán em 22. Von chi phân màu trắng mấy chị. Cái này là von chi phân màu trắng, may ốc kiểu ốc đàm ốc dài được nha mấy chị. 28 là cái gì? Đấy. 28 là cái màu. Chốt rồi. 21 em chốt chị Ao Trăng. 21, 21 em chốt chị Hải. Đấy. 21. 21 em chốt chị Hải Nguyễn. Có cốc nãy máy, cốc nãy giờ là máy. Chắc nhầm rồi, nhầm rồi. Cốc nào cũng 21 hết, bỏ lên căng tới nè. Hai cốc 21 luôn rồi mấy chị ơi. Chị nào lấy cái von thì báo em von nha. Chị Hải Nguyễn thì cốc tơ, cốc cốc lên lụa satin rồi nha. Cái này là cốc này là von chi phong này, màu trắng đẹp lắm. Chị nào lấy hết thì báo em lấy hết. Chị nào không lấy hết thì báo em chia. Chị Trương Thiếu Tinh, chị Văn Hoa Thiên lấy mẫu gì chị? Chị nào lấy von chi phong đó thì báo lại giúp em nha, tại vì em đọc hai cái mẫu đó nó nhầm mã. Chị Âu Trần lấy 21 cái nào chị ơi? Khúc này là 87k. 87k mấy chị báo em 87 von chi phong. Có co giãn mấy chị nha, von chi phong. Von chi phong. 1 2 3 4 5 Được 5 mấy chị Lê Thảo nha. Được 5 mấy. 87 em chốt chị Lê Thảo. 87 em chốt chị Lê Thảo. Cái này là thô nha mấy chị, thô caro dễ thương chưa? Cái này là thô caro. 56k. Khúc này là 56k thô. Thô này mấy chị mây đầm mây bộ ha. Mây đầm mây bộ thô. 1 2 3 mét. Cái này là được 3 mét. 56 em chốt Nguyễn Phương Trâm. 56 chốt cho Nguyễn Phương Trâm. Đẹp ngất ngay luôn. 56 chốt cho Nguyễn Phương Trâm. Cái này mấy chị mua về để làm lốt nha, màu xanh. Màu xanh này mấy chị để làm lốt thôi. 22k. 22k lốt giấy mấy chị nha, 22k này là lốt giấy. 22k mấy chị bán em 22. Lốt có giãn 22. 22. Lụa satin không có chị Âu Trần nha, vậy lụa satin đó em chốt rồi, em chốt cho chị Hải Nguyễn rồi nha. Hải Nguyễn rồi. Cái này là von lụa. Cái này là von lụa mềm mướt rũ. 22 em chốt chị Hoa Văn Thiên. Khúc này là 35k. 35. 35, cái này là 35. 35 này 1m6, mấy chị may được một cái đầm này. Còn không là một bộ đồ đùi nha mấy chị nha. Một bộ đồ đùi 35. 35. Cái này là von chi phong màu hồng. Cái này là von chi phong màu hồng nha. Von chi phong màu hồng cánh sen mấy chị, cái này là màu hồng cánh sen von chi phong. 51k. 51k. 35 em chốt chị 7.000. Cái này được hơn 3 mét mấy chị, cái này được hơn 3 mét. 51k. 51k von chi phong 51. Mấy chị báo giúp em 51 nha. Cái này là lụa satin màu đen mấy chị nha. Có co giãn nè. Màu đen tuyền nha. Em để gần như vậy là mấy chị mới thấy đen tuyền. Em đưa vô đây là mấy chị thấy nó ra màu khác không. Satin, lụa satin. Cái bao lụa satin hồi sáng thấy đang vô mà đây. Cái này là 42k. Khúc này là 42k. Mấy chị báo em 42. 42 lụa satin màu đen. 42. Mấy chị báo em 42. 42 được 2 mét rưỡi mấy chị. 51 em chốt chị Âu Trần. 42 đó là 2,5 mét. 42 đó là 2,5 mét. Cái này là von lụa mềm mướt rũ, váy áo đầm bộ đều được nha mấy chị. Hoa nhí rất là dễ thương nè. Hoa nhí rất là dễ thương. 42 em chốt chị Phạm Su Su. Khúc này là 36k. 36k này là von lụa mấy chị, may đầm, may bộ, may áo dài đều được nha mấy chị. Mấy cái tắc này mấy chị may áo đầm, áo dài đều được nha. Khúc này là được 2 mét lên được một cái áo dài nè. 36k. 36k lên áo dài. 36 em chốt chị Hoa Phương. 36 em chốt chị Hoa Phương. Cái này nó có cái chân mấy chị à, lên được một cái ốc kiểu thôi nha. Cái khúc này thì mấy chị lên được một cái ốc kiểu thôi nè. Cái này là cũng von đó mấy chị, cái này cũng là von. Cái này là von 18k. 18k mấy chị báo cho em 18. 18.
18 chị bao, báo giúp em 18 nha. 18. 18 chị báo em 18. Cái con tê mày nghĩ gì ớt này. Cái này là satin đằng, cái này là satin ngọc trai. Trời ơi đẹp mắt ngay luôn mấy chị. Lên được cái áo đầm 1,5 m nè. 18 em chốt chị đặng bé. 18 em chốt chị đặng bé. 41k trời ơi, 41k mấy chị lên cái áo đầm thiết kế. 41k rất là đẹp. 36 em chốt rồi chị Bảy Ngàn. Cái này là von chiffon nha. Von chiffon này mấy chị lên áo kiểu áo đầm nè. 24k. Hai mét 24k mấy chị bảo em 24. 41 chốt cho chị Trúc Sáu. 41 em chốt chị Trúc Sáu yên đi. 41 em chốt chị Trúc Sáu. Trúc Sáu gì có. Cái này là lụa văn gỗ mấy chị, cái này là lụa văn gỗ nè, cái này cũng mấy chị cũng có gây giãn nha. 26 em chốt chị Bê Lê. Chị Bê Lê. Cái này là 33k. 30k. 33, khúc này là 33, mấy chị cũng lên ốc kiểu đầm mấy chị nha. Cái này mấy chị may cũng được một cái ốc đầm này, 1,7 m. Khúc này được 1,7 m đẹp lắm. Có co giãn nha mấy chị. Cái này nó có co giãn. 41 em hết rồi chị Thanh Đặng ơi. 33. 33, chị Trương Thiết trên mạng cũng chậm ha. Chị Trương Thiết trên mạng cũng chậm này. Để em lên cái lụa này cho mấy chị. 33 em chốt chị Hoa Phương. Cái này mấy chị lên bộ, lên đầm, lên áo dài nha. Lụa satin ngọc trai. Cái nào màu này mấy chị mặc đi chùa được nha mấy chị. Lên nguyên bộ áo dài, lên bộ áo rộng, lên áo đầm. Có co giãn. Cái này mấy chị mặc đi chùa, màu này mấy chị mặc đi chùa được nha. Một. Mấy chị may nguyên bộ áo dài là 3 m. Còn em cắt 2 m em cân nha. Em cắt 2 m cho em cân. Hai mét này là 54. 33 em hết rồi chị Lê Thị Hoa. 54 lụa satin ngọc trai. Có co giãn. Không cần lốt nha mấy chị. Chắc rất là đẹp. 54k 2 m. Mấy chị báo em 54k kèm số mét. 54k. Mấy chị báo em 54. 54. Mấy chị báo em 54. 54k đó là 2 m. 54. Chị nào lấy 54 nếu báo em 54. Cái này là trang theo nha mấy chị. Màu tím đẹp ngắt ngay chưa. 54 em chốt chị năm của 4 m. Chị năm của 4 m. Ok chị năm của nè. Cái này là trang theo mấy chị nha. Lên sườn xám nè. Lên áo dài. Lên body được. Có co giãn. Khúc này là 92k. 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 Để em xem cái khúc này thử được mấy mét. Chắc không đủ rồi mấy chị. Tại vì cái này em còn được chợ này thôi nha. Chị Hoa Văn Thiên ơi, chị Hoa Văn Thiên lấy 2 khúc là được 4 m chị Hoa Văn Thiên nha. Chị Hoa Văn Thiên ơi, 2 khúc mới được 4 m. Chị năm của chị lấy 4 m, còn lại là 1-2 m. 2 m chị lấy 2 khúc mới được 4,5 m. Chị Hoa Văn Thiên lấy thì báo ok. 54 thì em hết rồi. Chị năm của 4 m rồi nè. Chị năm của 4 m. Chị năm của 4 m. Ông lần được ké không? Lần được ké đấy. Rồi ok chị Hoa Văn Thiên lá 2. Ủa chị năm củ có 4 m thôi chị năm củ. Hết rồi nha. Chị năm củ 4 m, chị Hoa Văn Thiên 2 khúc nè. Chị Hoa Văn Thiên 2 khúc mới được 4 m. Chị Hoa Văn Thiên 2 khúc mới được 4 m. Cái màu đen này là lụa đuổi nha. Màu đen này là lụa đuổi. Hết rồi, 54 em thấy em chốt được có 2 chị Phạm Sô Sô cũng không có. Có màu tím này mấy chị lên body được, có co giãn mấy chị. Cái này mấy chị mua lốt về để làm lốt ha. Mấy cái lụa satin nha. 92k. Cái này là lụa đuổi nha mấy chị, lụa đuổi nè. 46k. Khúc này là 46k. 46k. 46k 1,5 m. 46k là 1,5 m em chốt chị Phờ, chị Lâm Liễu nè. 46k em chốt chị Lâm Liễu, chị Trương Thế Tinh hết rồi chị Trương Thế Tinh ơi. Cái này là lụa satin màu xanh đen nha. Cái này là lụa satin màu xanh đen. Lụa satin màu xanh đen, Lâm Liễu. Lụa satin màu xanh đen 52k.
52k. 52k mấy chị bán 52 1. 2,5 m. 2,5 m màu xanh đen lụa satin nha, 52. 52 em chốt chị Nguyễn Phương Trâm. 52 em chốt chị Nguyễn Phương Trâm. Em có thúc thun thun lê dông màu đen này mấy chị, 2 m thun lê dông đẹp lắm. Thun lê dông màu đen mấy chị nha, khúc duy nhất co giãn 4 chiều này thun lê dông. 2 m nha. 2 m 102k mấy chị. 2 m mà nó chín lạng luôn mấy chị nha. 102 thun lê dông. 102. 102 mấy chị bấy, 102 này thun lê dông. 102. 102 mấy chị bán em 102 nha. 102 mấy chị bán em 102. Cái này là von nha mấy chị, khúc này là von này. 18k. Khúc này là 18k, 18k mấy chị may được một cái áo kiểu nha, 18k von. 18k không có. 18k mấy chị báo giúp em 18. 18 mấy chị báo giúp em 18. Cái này cũng là von nha mấy chị, cái này cũng von ha. Cái này là von. May áo kiểu, may áo dài, may áo đầm. 40k, 18 em chốt chị Thiên Thư. Khúc này là 40k. Khúc này là 40k mấy chị báo giúp em 40 nha, 40. 40 mấy chị may áo kiểu, may áo đầm, may áo dài, bộ thì nó mỏng nha, cái này là von. Có rồi. 40k. Tóc u mì nó đẹp lắm, thun u mì đẹp lắm á mấy chị. Có cái nào câu mà. Mấy chị ơi, cái này này là von chi phong nha, von chi phong này mấy chị lên áo kiểu nè, lên áo đầm, lên áo dài rất là đẹp nha. Đem cắt 2 m ha. Có rồi. 34k, 35k 2 m đó mấy chị. 35 nha. Cái này là 35, chị Thiên Thư có một khúc rồi. 35. 35 von chi phong, may áo kiểu, may áo dài, may áo đầm. 35 mấy chị bảo em 35. 35 thì nào lấy 35 đó thì bảo em 35 nha mấy chị. 35. 35. 35 cho chị Phạm Su Su nè. 35 cho chị Linh Linh. 35k kèm số mấy nha, chị nào mà lấy thêm thì báo em. Von chi phong này có giãn mấy chị. Von chi phong này nó có giãn nha. Mềm mướt rũ có giãn nè, 35. Màu đen. Ở trên này nó như vậy mà dưới là con nó như vậy nha mấy chị, rất là đẹp. 2 m cho chị Linh Linh nè. 35. Nguyễn Thảo 35. Cái gì? Linh Linh in đây. Chị Nguyễn Thảo 35 này, chị nào lấy 35 nữa thì báo em 35. Chị nào lấy 35 nữa thì báo em 35 nha mấy chị. 35. Mấy chị có lên thích lên tôn không? Mấy chị có thích lên tôn không? Lên tôn cho mấy chị một chút nè. Em lại sang chảy cho mấy chị nè. Cái này là von nha mấy chị, cái này là von. Von lụa mềm mướt rũ váy áo đầm bộ đều được nha. Cái này là von lụa này. Cái này là von lụa. 35 cho chị Bích Ngọc 1,5 m nè. Khúc này là 55k nha mấy chị. Cái này là 55. 55. Em xem cái 55 này được mấy mét? 55, 55 là được 2,5 m mấy chị. 55 được 2,5 m nha. Gần 2,5 m. Chị Bích Ngọc 1,5 m này, chị Xuyên Hồng. Chưa. Chị Xuyên Hồng 2,5 m, in chị Xuyên Hồng đi với chị Bích Ngọc. Chị Bích Ngọc 1,5 m. Thì 1,5 m cho chị Bích Ngọc này. 2,5 m cho chị Xuyên Hồng. Thay cho chị Mô. 1,5 m. Xuyên Hồng hả? Bích Ngọc.
Chè xiên hồng 2,5 nè. Chị nào lấy 55 này bảo em 55 nha mấy chị, 55 này đẹp lắm mấy chị, 55 ha. Chị nào lấy 55 thì bảo em 55. Cái này mấy chị lên áo dài này, áo đầm này, 55. 55, chị nào lấy 55 thì bảo em 55. Dạ, đơn trên 100k là em gửi được rồi mấy chị nha. Đơn trên 100k là em gửi được. Mà phí ship 35k toàn quốc nha. Dạ, không có lụa mâm gồ. Lên thô, không có thô thế chê phương trăm ơi. Không có thô ha. Thô vài bữa nữa mới về, không có thô. Nó lại mua đó một khúc like thôi chứ còn không có thô nha. Cái này là lụa mango nè. Màu đỏ này là lụa mango, có coi giãn đẹp chưa. Màu đỏ này là lụa mango nha. Vân lụa chị Thanh Đạt. Cái đó là vân lụa đấy chị. Lốc đen em chưa có. Lốc đen em chưa có chị Xuyên Hồng. 57k. Khúc này là 57. 57, 57 này là được 2,2 lụa mango, 57 nha. 57 lụa mango 2,2. Lụa mango 57 em chốt chị Âu Trần. 57 em chốt chị Âu Trần. Trời ơi đẹp ngất ngây luôn, chị nào được có cúc này nè, chị mai áo đầm nha. Lụa mà nó y nhung mấy chị, cái này là lụa mà nó y nhung luôn nha. 58k. Khúc này là 58k mấy chị, bảo em 58. 58k trời đẹp. 58k có co giãn. Nhung không mấy chị, cái mình nói là mình nhung nè, 58k. 58k. 58k được 2,4 em chốt chị Âu Trần. Đẹp rất ngay luôn không mấy chị. 57 em hết rồi nha, 57 em hết rồi, tại vì cái hàng này hàng khúc á em chỉ chốt được một chị ở trên thôi. Cái này là lốc giấy nha, cái này là lốc giấy một cây. Chị mua về các nhà làm lốc nè. Nó giống y là lụa Nhật luôn không mấy chị thấy không, nó có co giãn nè. Mấy chị mà lót mấy cái này là mấy chị không có sức lót thun nữa đâu. Một kem nha, cái này là một kem mấy chị à, cái này là lót nha mấy chị, lót một kem đẹp lắm. Mấy chị mua về cắt dành làm lót, mấy chị may áo mặc ở nhà được nha. Đừng có may áo dài nha mấy chị, đừng có may áo dài nha, may áo mặc ở nhà cho mát thì được. 30k 2m, 30k 2m. Nó giống y là lụa Nhật luôn á mấy chị, cái chị Bình Hữu 3 mét nè. 30k là 2 mét đó mấy chị, 30k đẹp lắm. Chị Bình Hữu 3 mét. Ba mét cho chị Bình Hữu. 30k cho chị Hải Nguyễn, bỏ cho chị Hải Nguyễn. Chị Bình Hữu 3 mét nè. Chị Tina Trần 30. Rồi tới chị Tina Trần là em còn một ít thôi. Chị Tina Trần không đủ 2 mét nha. Chị Tina Trần có 19k thôi, 1,5 á. Chị Tina Trần còn có một ít thôi chị nha. Chị ok giúp em nha. Và có vải may đồ bộ chị Kim Nguyễn nha. Thấy rồi, 30 đó em thấy rồi mấy chị. Cái này là satin ngọc trai nè, đẹp chưa. Cái này mấy chị lên áo đầm nha. Satin ngọc trai có co giãn. Cái này mấy chị lên áo đầm nha mấy chị. Lên áo đầm, lên quần áo dài, lên áo kiểu. 52k. 52k, mấy chị bác em 52 màu này sang kia. 52 lụa satin. Lụa satin ngọc trai mấy chị 52 nha. 52 này được 3 mét, 52 mấy chị lên nguyên bộ áo dài mấy chị. 52. 52 chốt Nguyễn Phương Trâm. Này xanh hoa. Xanh hoa xanh lục. Cái này hả chị Hoàng Liên Võ, thấy này không? 52 đó em chốt chị Nguyễn Phương Trâm. Cái này là von lụa nha mấy chị, cái này là von lụa, lên áo dài này, lên bộ được nha. Khúc này là 2 mét. Khúc này là 2 mét 41k. May một cái áo dài, một bộ ha mấy chị ha. 41k, mấy chị đó em 41. 41k đó là 2 mét. Mềm mướt lũ có co giãn 41. 41 mấy chị bán em 41 á. Cái này là von chiffon nha, cái này là von chiffon hoa nhí. Von chiffon hoa nhí mấy chị lên áo kiểu, lên áo đầm, lên áo dài này. Lên áo đầm, lên áo dài nha. Ở ngoài sao em thế nào chị? Nó lộn với bực mình đó mở diễn loa cho cái con mình nữa này.
Màu xanh nào chị ơi, màu xanh nào chị? 52 em hết rồi, khúc này là 32k. 32k. 32k phải xanh này không chị? Phải xanh này không? Xanh này là tôn nha, tôn hoa nhí. Phải cái này không chị? Phải thì báo ok ha, cái đây là tôn. 32k 2m 32V chi phong. 32 này là vôn chi phong nha, 32V chi phong. Mấy chị báo cho em 32. 32 mấy chị báo cho em 32. Cái này là lụa satin ngọc trai nha, màu xanh cổ vịt cho mấy chị, cái này là màu xanh cổ vịt à. Lụa satin ngọc trai. 58k. Khúc này là 58k, mấy chị báo em 58 nha. 58, 58 1m7. 58k 1m7, một cái có giá một cái không có giá. 58k chốt Nguyễn Phương Trâm, 32 em chốt chị Văn Trần. 32 em chốt chị Văn Trần. Thấy bỏ riêng ra đầu mà, hay người mà. Cái này là màu này là lụa satin ngọc trai nha mấy chị. Nó giống như là nhung luôn á, màu tím rất là dễ thương. Cái này mấy chị lên áo đầm thiết kế nha. 62k màu tím, 62. 62. 62 cái này hả chị? Phải cái này không? Cái này thì sọc nè. Phải cái này thì báo ok tôn luôn á. Cái đó là tôn đó chị Hường Liên Võ. 2m 62 em chốt chị Phạm Su Su. 62 em chốt chị Phạm Su Su đẹp lắm. 2m1, 2m2 đó chị. Đẹp ngất ngay luôn. Trời ơi đẹp ngất ngay luôn. Mấy chị lên bộ dài nha, màu xanh. Nó mình nó như mình nhung luôn á mấy chị. Satin ngọc trai nè. Khúc này mấy chị lên nguyên bộ áo dài 108k. Khúc này là 108k. 108, mấy chị báo với em 108. Chị nào lấy hết thì báo em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em chia. Đẹp lắm. Mềm mướt rũ có co giãn lên áo dài áo đầm nha. 108. 108. 108 nó được 4m đó mấy chị. 108 nó được 4m. Cái này là lụa tằm mấy chị nha. Cái này là lụa tằm này. 108 chốt cho Nguyễn Phương Trâm. Cái này là 75k. 75k mấy chị báo em 75. 75 này mấy chị may áo dài được nha mấy chị. 75 này may áo dài được, lụa tằm đó mấy chị, có co giãn này. 75, chị nào lấy cái này thì báo em 75. 75. 75 được 2,5m. 75. 75 màu trắng kem, 75. Chị nào lấy 75 đó thì báo em 75. Không có quần chị nha, không có quần chị Linh Linh nha. Cái này là vôn chi phong màu nâu. Cái này là vôn chi phong màu nâu này. Màu này mấy chị mặc đi chùa nha mấy chị. Màu nâu. Màu nâu chứ không phải đen nha. Chị nào lấy nâu thì báo em nâu kèm cho mấy nè. Cái này 75 rồi. 75 chốt chị Hoa Văn Thiên. Cái này là vôn chi phong màu nâu. Vôn chi phong màu nâu nha mấy chị. Cái màu này là mặc đi chùa nè. Màu này mấy chị mặc đi chùa, mai áo dài mặc đi chùa nè. Chị nào lấy màu nâu thì báo em nâu nha, mềm mướt rũ có co giãn. 31k 2m vuông chi phong màu nâu. 31. 31 mấy chị báo em 31k kèm số mấy? 31k kèm số mấy? 31k mấy chị báo em 31. Cái màu đen này là lụa đuổi mấy chị. Trời ơi đẹp chưa? Màu đen lụa đuổi 1,5m nha. Có co giãn này, màu đen. 1,5m 52k. 1,5m này là 52 mấy chị báo em 52, mềm mướt rũ có co giãn. 31k cho chị Hiền Lê. 31k cho chị Hiền Lê. Cái này là lụa đuổi màu kem nha. Cái này là lụa đuổi màu kem. Lụa đuổi màu kem. 47k. 47k màu kem. 47 mềm mướt rũ có co giãn. 47 được 1,5m.
47 một cái sữa một kem lùa đuổi. 47 mấy chị báo cho em 47. 47. Cái này là lụa satin nha, khúc này là lụa satin màu nâu. 1 mix 2. Màu nâu lụa satin 1 mix 2. 21k. 21 mấy chị báo cho em 21. 21 mấy chị báo cho em 21. 21 mấy chị báo cho em 21. Có màu xanh này cũng là lụa satin ngọc trai đây mấy chị nha. Có màu này là cũng lụa satin ngọc trai nè. Màu này cũng lụa satin ngọc trai. Mấy chị lên áo đầm thiết kế nha. 50k. 50k. 50k này là 2 mét. 50k. 50k mấy chị báo em 50 nha. Cái này mấy chị lên áo đầm, lên áo dài nha mấy chị. Liên bộ. 50k 2 mét. Mình nói như mình dùng không mấy chị thấy đây. Đẹp. 50k. 50k mấy chị báo em 50. 50 mấy chị báo em 50. 50 em chốt chị Lê Thảo. Cái này là von nha, cái này là von. Von này mấy chị cũng lên áo kiểu, lên áo đầm nè. 1,5 m. 32k. 1,5 m 32 mấy chị báo em 32. 32. 2 mét mấy chị, cái này là 2 mét 32. 2 mét chứ không phải là 1,5 m. Phương là Nguyễn Phương Hoa á. Cho chị Hoa Phương 32 em chốt chị Hoa Phương nha. Hoa nhí 3 mấy cho chị Đặng Linh. Hoa nhí 3 mấy hồi nãy em có like cái khúc này nè. Vôn hàng nha. Khúc hoa nhí 3 mấy vôn hàng hồi nãy ra rồi. Em tìm xem thử. Cái này là vôn chi phong nha. Cái này là vôn chi phong. May được một cái áo kiểu nè. 22k. Khúc này là 22, mấy chị báo em 22. 22, mấy chị báo em 22. Có màu xanh này mấy chị mua về để làm lốt nha. Có màu xanh này mấy chị mua về làm lốt. May bộ cũng được. Mấy chị may áo may bộ gì cũng được hết nè. Màu xanh. Khúc màu xanh này 22 em chốt chị hay. Chị Gia Hân Trương. Khúc này là 35k. 35k mềm mướt rũ nhưng mà nó không có giãn đó mấy chị. May bộ được nha. Bề, hai bề nè. Ba mươi lăm. Ba mươi lăm. Chị nào lấy 35 đó thì báo em 35 nha. Chị nào may áo dài màu xanh đen thì em có cái lụa này nè. Vôn lụa này nè mấy chị. Mềm mướt rũ có co giãn nè. Mấy chị thấy có co giãn không? Rất là đẹp nha. Chị nào lấy 35 đó thì báo em 35. Khúc này 1,5 m 41k. Dạ chị Hồng Vũ Phụng ơi, lụa này thì giá 115 ha, còn tôn thì giá 165k chị. Cái này là 2 mét nè. 2 mét. 2 mét này là 41k. Vôn lụa mềm mướt rũ có giãn. 41 mấy chị báo em 41. 41 mấy chị báo em 41. Cái màu xanh đen này là lụa dẻo mấy chị. Màu xanh đen này là lụa von chi phong. Cái này là von chi phong. Chị nào mua lốt về lốt cái là lấy cái von chi phong này nha. Mấy chị lấy lốt ha. Hốc này vô không? Hốc vô không? Cái này là von lụa mềm mướt rũ. Váy áo đầm bộ đều được nha mấy chị. Váy áo đầm bộ đều được nha. Không cần lốt nha. Cái này là mấy chị may không cần lốt nè. Cái này là bêu nhí á mấy chị, 72k. 72k, em xem có được mấy mấy. 1 2 3,2. 3,2 này là 72. 3,2 72 mấy chị báo em 72. 72 em hai cháu chị Hải Nguyên. 72 em cháu chị Hải Nguyên. Cái này là thun nho thun mấy chị, à quên, cái này là nhung nha mấy chị. Khúc này là nhung, 1,3 nè. Khúc này là nhung. Mấy chị may được một cái áo ha, may đầm body 56k. 56k. Khúc này là 56. 56k. 56k mấy chị báo em 56 nè. 56 mấy chị báo em 56. 56 bị ẩn rồi. 56k. Khúc này là 56.
56 mấy chị bán em 56, 56 được 1 mét 2 nha. 56 1 mét 2 nè mấy chị, may được một cái body. Không có không bị ẩn được. Tiếp. 72 em chốt chị Phương Quách. Chị Phương Quách ơi, có cái này nó ít hơn được không chị? Có của chị được có 1 mét 2 được không chị? Yên liền đấy, cái yên liền để ẩn nữa. Đây này chị, cái này là hoa nhí nè, chị lấy cái hoa nhí nè, chị báo ok giúp em chị Linh Linh nha. Chị Linh Linh ơi, chị có lấy hoa nhí này không? Hoa nhí này nè. Em có khúc này được 3 mét nè. Chị lấy thì chị báo ok giúp em nha. Không không tới 3 mét. Không tới 3 mét, cái này có 2 mét mấy thôi. Cái này là 53k. Khúc này là 53k được 2 mét 2 mới chị 53. 53. 53 mấy chị bán em 53. 53. 53 mấy chị bán em 53. 53. Rồi đây cho chị Phương Quách một khúc này. Cho chị Phương Quách một. Em đập 53 rồi đó chị Phạm Yến. Em đập 53 rồi đó chị. Em đập 53 rồi, chị chốt 53 giúp em nha. Chị chốt 53 giúp em nha. Cái này là lụa Hawaii nha mấy chị, có to giãn nè, lụa Hawaii. Hawaii khúc này là 1m4. 1m4. 1m4 25k. 1m4 25k mấy chị bán em 25. 25. Khúc đó là 25 mấy chị bán em 25. Năm con cho em đi đủ đơn rồi. 53 em chốt chị Phạm Yến nè, 53 em chốt chị Phạm Yến. Rồi ok chị, để em lên tôn ha. 25 em chốt chị Văn Trần. 25 em chốt chị Văn Trần. Cái này là vôn 38k. Cái này là vôn may áo đầm áo dài nha mấy chị. 38k. 38k mấy chị bán em 38. Chị nào lấy 38 đó, bán em 38 để em lên tôn nè. Cái này Văn Trần ở đây. Cái này là tôn hai da nha. Khúc này là tôn hai da 1,5 mét. Tôn hai da 1,5 mét. Mấy chị mua lụa ngồi chơi với em một chút á, em lay vài cái tôn các em lay lại vô lụa cho mấy chị. Cái này là 1,5 mét, này là 36k. Nhầm mấy chị, em đo có bị lộn rồi. Cái này là 36, này 1,2 mét tôn bi xù nha. 1,2 mét 36. 1,2 mét đó là 36 mấy chị, 1,2 mét 36. 1,2 mét đó là 36. Cái này là tôn nha mấy chị nha. Khúc này là cũng tôn nha. Khúc này là 2 mét nè. 2 mét này là 41k. Tôn xô nha, cái này là tôn xô. Tôn xô này nó không có nhào tới mấy chị may áo dài được nè. 41k mấy chị bảo cho em 41. 41. 41 đó là 2 mét, 41. Chị nào lấy 41 đó nè, báo em 41 nè. 41 hồi nãy coi lại cái này chưa. 41. 41 em chốt chị Bon Bon. Cái này là tôn ha bi xù, tôn hai da nha. 2 mét 54k. 2 mét tôn này là 54, mấy chị báo cho em 54. 54. 54 đó là 2 mét tôn, 54. Mấy chị báo cho em 54. 54, mấy chị bán em 54. Cái này là màu vàng em còn cái khúc này nè. Em còn cái khúc này là 1,6 mét nha. 1,6 mét. 1,6 mét 42k. 1,6 mét 42k. Em thấy chị mua chỗ này nè. 1,6 mét 42. 1,6 mét 42, mấy chị bán em 42. 42 là 1,6 mét. 42 mấy chị bán em 42. 42 em chốt chị Hoa Phương. Cái này là tôn beo nha, biên xù nha mấy chị. 2 mét. Khúc này là 2 mét. Ủa chưa bấm rồi mấy chị. Không bấm nữa. 57k. 57k. 57k Hoa Phương, 57k 2 mét. 57k tôn biên xù. 57 mấy chị bán em 57. 57 mấy chị báo em 57. Cái khúc này là tôn nhung nha. Cái khúc này là tôn nhung nè. Tôn nhung 1,5 mét. Tôn nhung 1,5 mét.
1 lít rưỡi 43. 1 lít rưỡi 43, mấy chị báo cho em 43, 1 lít rưỡi. 43 1 lít rưỡi. 43. 43 mấy chị báo cho em 43. 43 đó là 1 lít rưỡi, mấy chị báo cho em 43. Cái con này là tôm nhum này. Con này là tôm nhum nha. 43 em chốt chị Lâm Liễu. Con này là tôm nhum nha, tôm nhum. Một trăm mười ca, 110 nha, 110. Con này là 110 ca, mấy chị báo em 110. 110 mấy chị báo với em 110 nha. 110 chị nào lấy hết thì báo em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em kia. 110. 110 em chốt chị Vũ Thúy Nhạn. Chị Vũ Thúy Nhạn đơn mới lên số điện thoại giúp em nha. Chị Vũ Thúy Nhạn đơn mới lên số điện thoại giúp em nha. Em xem thấy được máy mấy nè. 1 2 3. Được 3 mic 7 nha. Được 3 mic 7. Vũ Thúy Nhạn mà. Cho chị Vũ Thúy Nhạn nè. 3 mic 7. Được 3 mic 7 nha. Cái này là tôn đi hai da nha. Khúc này là tôn hai da. Tôn hai da. Khúc này là 1 mic 2. Khúc này là 1 mic 2. 1 mic 2 33. 1 mic 2 33, mấy chị báo em 33. 1 mic 2 đó là 33, mấy chị báo em 33. Cái này là tôm biên xù nha mấy chị, màu đỏ. Tôm biên xù màu đỏ nè. Tôm biên xù màu đỏ. 71k 2 mét. Cái này là 71k 2 mét, mấy chị báo em 71. 71. 71. Và hết tôm nhông là chị Bích Hiền, hết tôm nhông rồi ha. 71 đó là 2 mét, 71. 71k mấy chị báo cho em 71. 71 mấy chị báo cho em 71. Cái này là màu xám ghi nha, cái này là màu xám ghi. 33 em chốt chị Bon Bon. 33 em chốt chị Bon Bon. Khúc này là 58k 2 mét. 58k màu xanh ghi. Cái này là màu xanh ghi 58k. 58k mấy chị báo em 58. 58 mấy chị báo em 58. Cái này là tôn chấm bi nhí nha mấy chị, cái này là tôn chấm bi nhí nè. Khúc này là 2 mét. 2 mét 53k. 2 mét 53. 2 mét 53. 2 mét đó là 53, mấy chị báo em 53. 53 mấy chị báo em 53. Khúc này là tôn hai da nha. Khúc này là tôn hai da. Khúc này là tôn hai da. Tôn hai da 57k. 2 mét 57. 2 mét 57 mấy chị báo em 57. 57k mấy chị báo em 57. Khúc này là tôn nhung nha. Cái khúc này là tôn nhung nè. Khúc này là tôn nhung 140. Khúc này là 140, mấy chị báo em 140 tôn nhung. 140 vật thể 140. 3. Gần 4 mấy 140 nha, gần 4 mấy 140. Gần 4 mấy 140, mấy chị báo em 140. Cái này là tôn có cái chân nha mấy chị, cái này là tôn có cái chân nha. Màu xanh. 2 mét 52k. 2 mét này là 52k, mấy chị báo em 52. 52. 52, mấy chị báo em 52. 52, mấy chị báo em 52, mặn nó chậm hay sao á. 52 em chốt chị Hoa Phương. 52 em chốt chị Hoa Phương. Có đâu. 52 em chốt chị Hoa Phương nha. Để em không có bé. Em đều hết ngó luôn đó. Cái này là tôn hoa nhí mấy chị. Cái này là tôn hoa nhí màu xanh. Tôn hoa nhí. Khúc này là tôn hoa nhí nè. 60k. Khúc này là 60k. Mấy chị bảo em 60. 60k. 60k, chị nào lấy cái này thì báo cho em 60 nha.
60k, chị nào lấy cho em 60. Cái này là hàng khúc mấy chị, tôm hoa nhí này là hàng khúc 60k. 60k này là tôm liên xù. Em xem thấy được mấy mấy 60k nha. Hai mít hai 140 em chốt chị Bùi Thị Vượng này. Em chốt chị Bùi Thị Vượng 60k, chị nào lấy 60 thì bảo em 60. Chị nào lấy 60 đó thì bảo em 60 nha. Cái này là tôm liên xù. Màu xanh này là tôm liên xù nè. Tôm liên xù 1m2. Tôm liên xù 1m2. 1m2 36k. 1m2 36. 1m2 này là 36, mấy chị bảo cho em 36. 1m2 đó là 36, mấy chị bảo cho em 36. Cái này là tôm nha, cái cốc này là tôm. Cái này mấy chị may cho bé 70 phân. Cái này là 70 phân. 70 phân 21k. 70 phân này là 21, mấy chị bảo em 21. 21, 70 phân 21. Chị nào lấy 21 đó thì bảo em 21. Chị nào lấy 21 đó thì bảo em 21 nha. Cái này là tôm hai da cây lá mấy chị, 60k 2 mét. Cái này là 60k. 60k mấy chị bảo em 60. 60k kèm số mét. 60k này mấy chị mai cho nam được nha. Cái này 60k này mấy chị mai cho nam được. 60k này mấy chị mai cho nam được. 60k. 60k là tôm cái lá đó, 60k nha. Cái này là 58k. Bón 58k. Khúc này là 58k 21. 58k mấy chị bán em 58 nha mấy chị. 58. 58k. Chị nào lấy tôm nó 58 thì bảo em 58 nha mấy chị. Em lấy lượng ra em bán cho mấy chị. Đó. Hai mốt là khúc nào chị Bùi Thị Phượng? Hai mốt là khúc nào chị? Đâu có hai mốt đâu. Nãy giờ em đâu có lấy khúc nào hai mốt rồi. Cái này là 115k một ký nè. Khúc này là 44k. 44k này là váy áo đầm bộ đều được nha mấy chị. Hai mét 44k. Hai mét này là 44k. Mấy chị bán em 44. 44 này váy áo đầm bộ áo dài đều được. 44. 44 đó là 2 mét, 44k. 44 mấy chị bảo giúp em 44. 44 mấy chị bảo giúp em 44 nha. Cái này là lụa sa tinh ngọc trai nha. Cái này là lụa sa tinh ngọc trai. Lụa sa tinh ngọc trai. Không bón cho chị, cái này tìm phong nè. Khúc này là 38k. 38k lụa sa tinh ngọc trai 38. 38, 38 một mét nha. 38 một mét màu xanh. Rê. 38 thì bán em 38. Cái này là vôn lụa mềm mướt rũ, áo dài váy áo đầm bộ đều được nè. Váy áo đầm bộ đều được. 39k 2 mét. Cái này là 39k nha. Cái này là 39. 39 mấy chị bảo cho em 39. 39 mấy chị bảo cho em 39. 39 chị nào lấy 39 nữa thì bảo em 39 nha. 39. 39 em chốt chị bon bon. Cái này mấy chị cũng lấy áo dài nha, cái này là tơ vôn nha mấy chị. Cái này là tơ vôn. 27k. Khúc này là 27k 2 mét. 27k. 27k mấy chị bảo em 27. 27. Cái này là thô nha, khúc này là thô. Có chỗ gọi là KT, có chỗ gọi là thô. Khúc này là 2 mét nè. Cái này mấy chị may cho bé trai được. 27 em chốt chị Tina Trần. Chấm bi xanh.
chấm bì xanh, giờ em không thấy chấm bì xanh nữa rồi chị Hoa Văn Kim ơi. 33 thô 2m 33. 33. 33, mấy chị bán 33. 33. Cái này là von xô mấy chị nha. Cái này là von nha. Cái này là thô xô mấy chị, cái này là thô xô. Ba ba em chốt chị Hoa Phương á, chị An Nguyễn. Ba ba em chốt chị An Nguyễn. Khóm này là 21k. 21k mấy chị ạ. Cái này là von tơ mấy chị, cái này là tơ ha. Cái này là thô xô á. Khóm này là thô xô nha, thô xô. 21k mai cho bé 21. Khóm đó là 21, mấy chị bán em 21. Cái này là lụa Hawaii nha. Cái này là lụa Hawaii, cái này mấy chị bay bộ nè. Cái này áo đầm. Cái này mấy chị lên áo đầm nha. Lên áo đầm, lên áo kiểu nè. Khúc này là 55k. 55k. 55k này là lụa giấy 55. 55 mấy chị bán em 55. 55 1. Ba mấy chữ 55k. Ba mấy chữ này là 55k. Mấy chị bán em 55. Có giảm nha, lụa giấy này nó có giảm nha mấy chị. 55. 55 mấy chị bán em 55. Cái này là von lụa nha. May được một cái áo kiểu này. May được một cái áo kiểu 17k. 55 em chốt chị Hải Nguyễn. Hải Nguyên. 55 em chốt chị Hải Nguyên. 17k. Hải Nguyên trong đó. 17k. Khúc này là 17k. Mấy chị bán em 17. 17. Cái này là cũng vôn mấy chị nha. Cái này là phi. Cái này là phi nè. Cái này mấy chị lên áo đầm sơ mi này, lên áo kiểu nha. 33k 2m. 33k này là 2m 33. 33 mấy chị báo giúp em 33. 33. Chị nào lấy cái đó thì báo em 33 nha. 33 mấy chị báo em 33. 33 chị nào báo 33 thì báo em 33. Cái này là von nha. Cái này là von, von là mấy chị lấy áo dài áo đầm nè. Khúc này là von. 31k 2m. 31k 2m. 31 mấy chị báo cho em 31. 31 đó là 2m các chị, 31 nha. Cái này là thô. Khúc này là thô, cái chỗ gọi là kate, cái chỗ gọi là thô. Thì cái canh qua vừa là túi. Qua là 28k. 28k, khúc này là 28 mấy chị báo cho em 28 nha. 28 này là thô. 28. 28 đó là thô, mấy chị bán em 28. 28 vậy nào lấy 28 thì bán em 28. Trời ơi đẹp chưa? Cái này là thô nha mấy chị. Cái này là thô, có chỗ gọi là kate, cái chỗ gọi là thô. 36k. 36k mấy chị bán em 36 nha. 36 có hàng 135 mà đem đi bán còn có 115 nè. 36. 36 mấy chị báo cho em 36. 28 em chốt chị Thanh Văn. 36 em chốt chị An Nguyễn Thanh Văn. Cái này là cũng thô nha. Cái này cũng thô nha mấy chị. Cái này cũng thô 1m. Khúc này là 1m thô. 1m này là 24k. 1m này là 24. Chị Linh Linh, em có vải áo dài chị Linh Linh nha. Em có vải áo dài chị. Vải áo dài em có nha. Cái này là lụa có giãn nha mấy chị. Cái này là lụa có giãn nè. Lụa có giãn. Lụa có giãn 32k. 32, khúc này là lụa 32. Mấy chị bán em 32. 32 1m7. 32 được 1m7 có giãn nha. Cái này mấy chị may được cái đầm sơ mi nha. 32 em chốt chị Lâm Liễu. 32 em chốt chị Lâm Liễu. 32 em chốt chị Lâm Liễu. Cái này là lụa đuổi nha mấy chị. Cái khúc này là lụa đuổi nha. Lụa đuổi, váy áo đầm bộ đều được nha.
48k. 48k. 48k này là lùi đuổi 48k 2m. 48k, mấy chị báo em 48. 48. Cho xem có phải này gì chị Châu Tâm ơi. Này đen phía sau giùm chị. Này đen phía sau. Này đen phía sau có hoa to này là phải không chị? Phải không chị Châu Tâm? Cái này là tôm biên xù. Cái này có 1m2 thôi, khúc này có 1m2. Phải thì chị báo ok nha. Phải thì chị báo ok. Cái này là vôn nha, cái này là vôn, may áo kiểu, may áo đầm, may áo dài này, vôn. 20k. Khúc này là 20k, mấy chị báo em 20. 20, chị nào lấy 20 đó thì báo em 20. 20. Cái này là lụa satin màu đen nha mấy chị. Chị Dân Bé có 10 khúc. Chị Dân Bé hồi nãy có được 1 khúc nha. Cái này là 43. 43 này là lụa satin mấy chị, 43. 43, nhầm rồi mấy chị, em căng nhầm 2 khúc. Cái lụa satin màu đen này em có 1 khúc, may được một cái quần áo dài thôi. 21. 21 này. 21 đó mấy chị, may được quần cái áo dài nha. Cái này là lốt giấy màu xanh đen. Chị nào lấy lốt giấy này mua về cất dành để làm lốt nha. Lốt giấy 21k, 22k mấy chị. 21 em chốt chị Đặng Bé nè. 21 em chốt chị Đặng Bé. Khúc màu lốt giấy này là 22. Khúc lốt giấy này là 22 màu xanh đen. 48 căng nhầm 2 khúc rồi, lộn rồi. 48 em căng nhầm 2 khúc rồi chị. Chị Hoa Văn Thiên ơi. Cái này là lùa đuổi màu xanh nha mấy chị. Khúc này là lùa đuổi màu xanh nè. Lùa đuổi màu xanh 1m. Lùa đuổi màu xanh 1m. Dạ sao tiên đỏ chưa có chị Kiều Dung Trần. Khúc này là 32k. 32k lùa đuổi màu xanh nha mấy chị. Lùa đuổi màu xanh 32k có dạng đó mấy chị. 32 có dạng nha. 32 chị nào lấy 32 đó thì báo em 32. Nãy về bé cái chốt cho chị Hương Lê không? Đó, nè Hương Lê cháu thấy rồi. À Hương Lê có màu vàng với màu hồng á, xả giùm đi. Không mỏng đâu chị Đặng Bé, lụa satin không có mỏng đâu chị yên tâm nha. Ừ. Hai mốt cho chị, cho chị xuyên hồng này. 21 cho chị xuyên hồng. Này. 21 lốt màu xanh đen đó chị xuyên hồng. Cái này là 34k, 34k này là vôn chi phong nha. 34k này là vôn chi phong mấy chị, 34 vôn chi phong. 34. 34 được 2m, 34 được 2m. 32 cho chị Hệ An này. 32 cho chị Hệ An, 34 cho chị Hải Nguyên. 34 cho chị Hải Nguyên. Cái này là lụa có giãn nha mấy chị. Cái này là lụa có giãn nè. Cái này áo dài đầm đều được nha. 36k. 36k. Dạ mấy quần được chị Đặng Bé, chắc yên tâm đi. Cái đó mấy chị yên tâm ha. Cái này là 37k. Mấy chị báo em 37 nè. 37. Chị nào lấy 37 này thì báo em 37 lụa ha. Váy áo đầm bộ áo dài đều được. 37k 2m. 37k. 37k, chị nào lấy 37 đó thì báo em 37. 37. Cái này là satin màu trắng nha mấy chị. Vàng đỏ nó xả đen lắm. Cái này là satin màu trắng nè. Satin màu trắng 41k. 41k này là 2m. 41k này là 2m, mấy chị may quần áo dài, may áo dài được nha. Có co giãn. 41k. 41k này là 2m. Mấy chị yên tâm không có mỏng đâu, rất là đẹp. 37 em chốt chị Văn Trần. 37 em chốt chị Văn Trần. Chị nào lấy sa tinh màu trắng kê, màu trắng đó là 41 nha. 41 em chốt chị Linh Linh nè. Cái này là thô nha mấy chị, cái này là thô lụa nè. Có giãn nha.
Rồi cái này cái gì mà nó đẹp lắm, có dạng 4 chiều luôn không mấy chị. Cái này mấy chị mang áo sơ mi cho nam được nha, mang áo sơ mi cho nam được. 75k. 75k. Không hình nữa. 75. Đấy. 75. 75 mấy chị báo em 75. 75 này mấy chị mang áo sơ mi cho nam, mang áo sơ cho mình này. Đừng có lấy áo dài nha. 75 cho Phương Như Hình. 3 mét cho chị Phương Như Hình. Đẹp lắm mấy chị, coi giãn 4 chiều á. Lâu ngày quá chị Phương đi hình ha. Bảy năm năm nữa chứ. Cái này là lụa dẻo nha mấy chị, cái này là lụa dẻo nha. Lụa dẻo này mấy chị may được một cái áo nè. Cái này lụa dẻo này mấy chị may được một cái áo hết rồi. 75 nó hết rồi Nguyễn Phương Trâm. Khúc này là 20k. 20k. 20k, mấy chị báo em 20. 20, mấy chị báo em 20 nha. 20 này là von chi phong đó mấy chị, 20 này là von chi phong. 20, mấy chị báo cho em 20. 20, mấy chị báo cho em 20. Em chốt chị Phạm Hiểu. Cái này là thô nha, khúc này là thô, cái chỗ gọi là KT, cái chỗ gọi là thô. Ôi con nè, ôi con bỏ tôm nè. Ôi con nó này. 60k. Khúc này là 60k, mấy chị báo em 60 nha. 60k. 60k, mấy chị báo em 60. Tôn nhông em hết rồi chị Hệ An, tôn nhông em hết rồi ha. Em còn mà nhưng mà em chưa có khui á. Em còn mà em chưa có khui. Em có lụa tầm gãy. Em có tầm gãy nha, nó giống như là von chi phong mấy chị. Cái này mấy chị lên bộ áo dài này, lên áo bà ba. Lên áo dài, lên áo bà ba. Chị nào mà thích mê lụa tầm gãy thì báo em lên cho mấy chị nha. Nãy chưa có ăn không. Cái này mấy chị cũng lên áo sơ mi cho nam nha mấy chị. Lên áo sơ mi cho nam được nè. Cái này nó giống như là kaki á, em bỏ nó nhào nha. Chứ mình con cái cái này là 85k. Khúc này là 85k. Cái này mấy chị may quần sọc, quần đùi cho nam, lên áo sơ mi cho nam nha. Nó mát lắm, chắc nó rất là mát. 1 2 mét rưỡi. Cái này là được 2 mét rưỡi á mấy chị. Hai mét bảy, 75k. Em bỏ nó nhào, em bỏ trong ba em lôi ra nó nhào, đẹp lắm mấy chị, chắc rất là mát nha. 75k, chị nào lấy 75 thì báo em 75. 75. Chị nào lấy 75 đó thì báo em 75. 75 em chốt chị Hoa Văn Thiên. Cái này là cũng thô luôn nha mấy chị, cái này cũng là thô. Thô này nó không có giãn nha. Cái khúc thô này nó không có giãn. 1m2. 1m2. Cho chị Phạm Dĩ một khúc tôn hoa hả chị? Tô len, không có tô len chị. Khúc này là 39k. 39. 39, 1m2. 39, mấy chị báo em 39. 39, mấy chị báo em 39. Em len lại tôn ha. Cái này là tôn nha. Khúc này là tôn. Có cái đường chăn. Tôn này nó có đường chăn. Khúc này là 2m nè. 2m. 2m 51k. 2m này là 51k, mấy chị báo em 51 ha. 51. 51 này là 2m 51, mấy chị báo em 51. 51 2m, mấy chị báo em 51k kèm số mét. Tôn 51. Cái này cũng là tôn nha mấy chị, cái này là cũng tôn có đường chân nha, tôn hai da. Cái này là tôn hai da. Cái này nó bị lỗi khổ rồi. Cái này nó bị lỗi khổ rồi mấy chị. Em lên cái tôn xà, tôn này mấy chị may cho nam được nha mấy chị. Cái này là tôn may áo sơ mi cho nam đồ được nè. May đi baby pyjama cho nam được nha. 51 em chốt chị Hệ An. Khúc này là 50k 2m. 50k. 50k 2m, mấy chị báo 50k kèm số mấy.
50k đó là hai mấy? Mấy chị bảo em 50 ha. Tôn 50k. Đó mấy chị may qua mấy áo sơ mi cho nam, quần đùi cho nam được rồi mấy chị. 50k mấy chị bán em 50. Khúc này là tôn hai da. Khúc này là tôn hai da nha, tôn hai da. Tôn hai da 2m 61k. 61 này là 2m tôn hai da 61. 61 mấy chị bán em 61. 61 chị nào lấy 61 thì bán em 61 nha. 61. 61 em chốt chị Huệ An này. 61 em chốt chị Huệ An. Cái này là tôm màu vàng hoa nhí nha mấy chị. Cái này là tôm màu vàng hoa nhí nha. Tôm màu vàng hoa nhí 63k. Khúc này là 63. Mấy chị bảo em 63. 63 được 2m2. 63 này là được 2m2. Mấy chị bảo em 63. 63 mấy chị bảo em 63. 63 mấy chị bảo em 63. Cái này là tôn sập nha, tôn sập. Cái này là tôn sập hai da nha, khúc này là tôn sập hai da. 51k cho chị Quỳnh Anh 2m. 2, 3, 4. Cái này là 2m2. 2m2 màu xanh hoa trắng á. 83k. Khúc này là 83, 3m2, 83. 83 mấy chị bảo em 83 nha. Xong. Khúc mới bỏ vô nè. Khúc mới bỏ cho chị Hệ An á, 61 á, 51 á. Có cái chân á, có cái chân á. Bà nó. Sao nóng nó kêu bộ. Cái giọng này là 83, 83 này là 3m mấy chị nha. 83 đó là 3m, 83. 83 mấy chị bảo em 83. Cái này là cũng tôn nha, tôn này nó có cái đường chân như vậy, biên xù nha. Biên xù. Khúc này là 2m này. 2m 47k. 2m này là 47k, mấy chị bảo em 47k kèm số mấy? 47k kèm số mấy? 47k mấy chị bảo em 47. 47 đó là 2m 47. 47 cho chị năm của nè. 47 đó còn em còn đó chị năm của lấy bao nhiêu mấy chị năm của? 47 đem còn nè. Cho chị Quỳnh Anh 2m nè. Đây cái mẫu nó để chút các chị thề. In nhá, in đi. Chị năm của 47 này chị lấy bao nhiêu mấy chị? Kiếm khúc. Chị đằng bé kiếm khúc 3m mà phải gì 3m chị đằng bé. Rồi ok chị năm của 5m nè. Đấy không bỏ này hả? Bỏ cho chị khác đi, cho chị Quỳnh Anh đi. Rồi cái này nó tới đường nối rồi nè. Chị Hoa Văn Xuyên 47 nè. Chị Hoa Văn Xuyên 2m nè. Chị Hoàng Liên Võ 47. 47 một lít vải cho chị Hoàng Liên Võ nè. Còn lại nha cho anh chị à, 5 củ 5m em lại em tắt cái này. Cái này nó có đường nối. Chị nào lấy 47 này thì báo em 47 nha. Giống khúc hồi nãy đâu chị ơi, chị đặng bé. Chị đâm của. Chị nào lấy 47 đó nữa thì báo em 47 nha. 47k. Em còn một khúc. Cái này là tôn có cái chân con sò nha mấy chị. Cái này là con sò này. Đây.
Không lấy tiền hả? Chị bé đưa tiền. Trừ lái luôn. Ăn lái giờ mà không được hay. 40 cái này là 46k này. 46k. Khúc này là 46k mấy chị bán 46. 46. 46 em xem tới được mấy mấy một. 46 hai mấy mấy chị? 46 này là hai mấy nha. Mấy này ngồi nó không? Chồng mình này. 46k. Khúc này là 46k mấy chị bán em 46k kèm số mấy nè. 46k đó là 2 mét. 46k mấy chị bán em 46k kèm số mấy. Cho chị Tina Trần 2 mét 46 nè. Cho Tina Trần 2 mét 46. 46 cho chị Tina Trần nè. Cái này là tôn có cái chăn biên xù nha. Khúc này là 1 mét nè. Khúc này là 1 mét. 1 mét 29k. 1 mét 29 mấy chị bán em 29. 1 mét này là 29 mấy chị bán em 29. 29 mấy chị bán em 29. 29 mấy chị bán em 29. À đây 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 có rồi này. Đây. Em móc nó mày rồi. Nó mày. Cái này là tôn hai da nha mấy chị, màu xanh, tôn hai da màu xanh. Khúc này là 90k 3 mét. 90k này là 3 mét, mấy chị báo em 90k kèm số mét nha. 90k kèm số mét. 90k này là 3 mét, mấy chị báo em 90k kèm số mét. 90k này là 3 mét, mấy chị bảo em 90k kèm số mét. 90k kèm số mét. 90k, mấy chị bảo em 90k kèm số mét nha. Cái mình này là tôn thôi không lái bé tè. Mình thay á. Cái này là 1m4 nha. Thôi không lái. 1m4. Khúc này là 1m4, 1m4 33. 1m4 33. 1m4 này là 33, mấy chị bán em 33, 1m4. 33, 1m4. Mấy chị thích em lên lùa tầm gãy không mấy chị? Mấy chị có thích em lên lùa tầm gãy không? Em lên. Em lên lùa tầm gãy cho mấy chị nè. Cái này là tôn biên sầu. Tôn biên sầu. 90 phân. Cái này được 90 phân nha. Cái này là 90 phân, 90 phân mấy chị à, may được một cái áo ha. May được một cái áo 90 phân này. 90 phân này là 27k. 90 phân này là 27k, mấy chị bán em 27. 27, 80 phân. 80 phân 27 mấy chị. 80 phân đó là 27. 80 phân đó là 27, mấy chị bán em 27. Cái này là tôn hình cây lá nha, cái này là tôn hình cây lá nè. 51k. Khúc này là 51k mấy chị bán em 51. 51 này là được 2 mét nha. 51 2 mét. 51k mấy chị bán em 51. 51 mấy chị bán cho em 51. Mặn mấy chị có thấy không mấy chị? Em đọc một mình em đọc miết luôn. Mấy chị chấm bài giúp em nha mấy chị nha. Mấy chị chấm bài giúp em với. Chị nào lấy 51 đó thì báo em 51 nha mấy chị, 51. Chị nào lấy 51 đó thì báo em 51, mấy chị cố gắng chấm bài giúp em nha, em đọc một mình hồi nãy giờ. Mấy chị thích em lên cái gì? Mấy chị thích em lên cái gì mấy chị ơi? Cái này là thô nha, cái này là thô, thô này mấy chị may cho bé nè. Thô này mấy chị may cho bé. Khúc thô này là 35k. 35k. Em cảm ơn mấy chị ha. 35k, mấy chị bán em 35. 35, cái này là 35k được 2 mét rưỡi 35. 35, mấy chị bán em 35.
35 với chị bán em 35 em chốt chị Hoa Văn Thiên này. 35 em chốt chị Hoa Văn Thiên. 35 em chốt chị Hoa Văn Thiên. Cái gốc này cũng là thô nha, cái gốc này cũng là thô. Thô này được 90 phân. Cái này được 90 phân. 90 phân này là 21k. 90 phân này là 21k mấy chị bán em 21. 21. Cúp đó là 21 mấy chị bán em 21. 21 mấy chị bán em 21. Cái này là tơ nha mấy chị, cái này là tơ vô nè, tơ vô này, cái này mấy chị lên được cái áo đầm nè. Áo đầm nha, cái này mấy chị lên áo đầm áo dài được nha mấy chị. Cái này mấy chị lên áo đầm áo dài được 18k. Khúc này là 18k mấy chị bán cho em 18. 18 mấy chị bán em 18 nha. Tơ cái này là tơ mấy chị. 18k. 18k mấy chị bán giúp em 18. 18 mấy chị bán giúp em 18. Đó, thừa vừa làm phúc. Thừa vừa phúc không? 18 em chốt chị Tina Trần, kiếm lụa lại đi. Cái này là lụa Hawaii nha mấy chị, có giãn này, váy áo đầm bộ đều được nha. Váy áo đầm bộ đều được, cốc này là 2 mét. 2 mét 45k. 2 mét này là 45k, mấy chị báo cho em 45. 45, mấy chị báo cho em 45. 45, không. 45k. 45k, mấy chị báo cho em 45. 45, mấy chị báo cho em 45. Cái lụa nó bó nhà quýnh. 45 mấy chị bán em 45. Cái này là 21k, 21k này là tơ mấy chị nha. 21k này là tơ. Tơ này mấy chị lên áo đầm nha. Tơ caro này mấy chị lên áo đầm lên áo dài này, 21k. Khúc này là 21k, mấy chị bán em 21. Tao tậu quá đi con ơi, 21. 21 mấy chị bán em 21. Hai mẫu em chốt chị Tina Trần. Lựa cái bô màu mà đẹp đẹp á. Cái này là lụa đuổi nha mấy chị. Cái này là lụa đuổi. Cái này là lụa đuổi. 36k, 1 mét 36. 1 mét này là 36, mấy chị bán em 36 nha. 1 mét mốt may được có một cái quần lụa đuổi. 36 mấy chị bán em 36. 36 mấy chị bán em 36. Wow. Để ra, đứng ra đây. 36 em chốt chị Phương Quách. 36 em chốt chị Phương Quách nha. Để em tìm mấy góc đẹp em like cho mấy chị. Cái này là lụa cát nha mấy chị, cái này là lụa cát nha. Cái này là lụa cát nè. Cái này mấy chị may được một cái áo. Cái này mấy chị may được một cái áo thôi. 23k. 23. Khúc này là 23. Mấy chị bán em 23. 23. Khúc đó là 23. Mấy chị bán em 23. Cái này là von lụa mấy chị nha. Mềm mướt rũ nhưng mà nó không có giãn. 23 em chốt chị Đặng Bé. Khúc này là 38k 2 mét. Váy áo đầm bộ áo dài đều được. 38. 38 mấy chị báo em 38. 38 von lụa. 38 mấy chị báo em 38 Phương Quách. Đặng Bé. 38 mấy chị báo em 38. Cái này là lụa satin nha, khúc này là lụa satin. Khúc này là lụa satin nha mấy chị. Váy áo đầm bộ áo dài đều được nha, lụa satin. 34. 2 mét này là 34, mấy chị bán em 34. 34 lụa satin, 34 mấy chị bán em 34. 34 mấy chị may áo đầm sơ mi đẹp lắm. 34 mấy chị bán em 34. 34 chị nào lấy nó bán em 34. Cái này là von mấy chị nha, cái này là von ép nhung. May áo kiểu, may áo dài, may áo đầm. Khúc này là 2 mét 14k. 2 mét 14k. Đẹp lắm mấy chị tơ ha. 14k mấy chị bán 14. Cái hàng này hàng 150 mấy chị. Cái hàng này là 150 mà em tăng cho mấy chị giá 115 luôn nha. 14 em chốt chị Tina Trần nè.
14 em chốt chị Tiêu Nha Trần. Cô nói chuyện nó có mấy khúc vậy nữa. Cái này là vol mấy chị nha, cái này là vol 26k, may áo dài 26k. Khúc này là 26k, mấy chị báo em 26. 26, 26 được 2 mét. 26 may áo kiểu, may áo dài nha, 26. Dạ em có lên chị Nguyễn Thảo nha, em like lên hồi nãy giờ nhưng mà không thấy mấy chị á, không thấy mấy chị comment. 26, chị nào lấy 26 thì báo em 26. Cái này là phi nha mấy chị, cái này là phi màu đen. 26 em chốt chị Phạm Yến. Khúc này là 36k phi lụa, có co giãn may quần áo dài nha. Cái này mấy chị may quần áo dài nè. 26 em chốt chị Phạm Yến rồi, thấy rồi. Cái này là 36k, 2 mét phi lụa may quần áo dài, 36. 36. Cái này là lụa may áo kiểu, may áo đầm, may áo dài nha. Lụa hai da. Khúc này là lụa hai da. 37k 2 mét. Cái này là 37k được 2 mét, mấy chị bán em 37. 37 mấy chị bán em 37, lụa có giãn nha mấy chị nha. 37. 37. 37 mấy chị bán em 37. Rồi em chốt cho chị 37 em chốt chị Văn Trần. Chị Trần Mỹ Liêm ở sau không có nha. 26 đó em chốt, 14 đó em chốt cho chị Hoa Phương một khúc nè. Vâng em... cái tấm màu đó. Đó. Màu không phải, không phải. Để xem, để từ từ đã. Cho chị Hoa Phương có khúc này. Khúc này nó tới 21k chị Hoa Phương nha. Khúc của chị Hoa Phương tới 21 nè. Chị Hoa Văn Thiên một khúc nè. Khúc chị Hoa Văn Thiên là 14k nha. Đẹp lắm, cái nó đẹp lắm mấy chị. 37 em chốt chị Văn Trần, 37 nè. Cái này là thô nha, thô này mấy chị may cho bé, may cho trẻ con nha mấy chị. Thô, rồi ok chị Hoa Phương. Khúc này là 44k. 44k mấy chị báo em 44. 44, chị nào lấy cái này thì báo cho em 44 thô nha. 44 thô, may cho bé. 44k mấy chị báo em 44. Cái này là lụa lụa đuổi nha mấy chị, cái này là lụa đuổi nha, màu trắng. Lụa đuổi. 44 em chốt chị Hoa Phương. À quên, 44 em chốt chị Hoa Văn Thiên. Khúc này là 54k, thấy rồi, 54k. 54k, khúc này là 54k, này là lùa đuổi mấy chị. 54k lùa đuổi. 54. 54. Chị nào lấy 54 thì báo em 54 nha. 54. 54 1m8 nha, 54 này là 1m8. 54 đó được 1m8 lùi đuổi mấy chị, 54. 54, chị nào lấy 54 đó thì báo em 54. Cái này là lụa satin ngọc trai nha mấy chị, cái này là lụa satin ngọc trai nha. May áo đầm, may áo dài này. May áo đầm, may áo dài. Lụa satin ngọc trai. Dạ shop em ở Đà Nẵng chị Kiều Nguyễn nha, shop em ở Đà Nẵng. Khúc này là 57k, lụa satin ngọc trai có giãn, may áo đầm, may áo dài. 57k. 57k mấy chị bán em 57, 57 nha. Khúc này là 57. 57 được 1m7. Dạ 44 em hết rồi chị Thanh Tâm. 44 em hết rồi. 44 em có một khúc em chốt chị Hoa Văn Thiên, chị Thanh Tâm không có nha. 57 em chốt chị Hoa Văn Thiên. Cái này là màu xanh đen, này là lụa satin nha. Cái này là lụa satin loại mỏng. Khúc này là 2m. 2m 27k. 2m này là 27k, mấy chị bán em 27. 2m lụa satin mỏng đó 27, mấy chị bán em 27. Cái này cũng là lụa satin nha, khúc này cũng là lụa satin. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu 28k 2m. 28k mấy chị may quần áo dài được nha mấy chị. May áo kiểu, may quần áo dài. 27 em chốt chị Trần Mỹ Liêm. 27 em chốt chị Trần Mỹ Liêm. Khúc này là 28k lụa satin chờ chị. Cái này là von chiffon này may áo kiểu nha. Cái này mấy chị may áo kiểu, may áo dài. 28 em chốt chị Hệ An. Khúc này là von chiffon. 26k 2m. Cái này là 26k 2m. 26 mạng giật quá không nghe được hả chị. 26k.
26 mấy chị báo em 26, 28 em hết rồi mấy chị. Cái này là lụa. Cái này là lụa đuổi mấy chị, cái này là lụa đuổi hoa nhí nè. 26 em chốt chị Văn Trần nè. 26 em chốt chị Văn Trần. Khúc này là 38k. 38k mấy chị báo em 38. Vậy à. 38 mấy chị báo em 38. 38 em chưa thấy hoa nhí đó chị, em chưa thấy hoa nhí nha. Em chưa thấy hoa nhí. Cái này là mango nha mấy chị, khúc này là lụa mango nha, lụa mango. 38 em chốt cho chị Trần Mỹ Liêm. Chị Trần Mỹ Liêm ơi, lên số điện thoại giúp em một lần là được rồi chị. Lên một lần là được thôi á. Chị vì em thấy lần nào chị cũng lên số điện thoại, thành ra là nó ở sau á. Chị lên một lần là được. Khúc này là 51k lụa mango. Trời ơi đẹp, mềm mướt vũ có to giãn lụa mango nha. 51k. 51k được 2 mét lụa mango. 51. 51k mấy chị báo em 51. Cái màu cái phi lụa màu xanh này nè. Cái quen lụa sati màu xanh này em còn một khúc 38 nè. Cái này là 38k nè, màu ta màu xanh rêu nè. Chị nào lấy sati màu xanh này thì báo em nha. Chị nào lấy sati màu xanh đó thì báo em. Cái này là lụa, cái này là lụa ý nha mấy chị. Cái này là lụa ý, may áo dài, may áo kiểu, may áo đầm này. Khúc này là 2 mét nha, lụa ý. 38 em chốt chị Hoa Văn Thiên này, màu xanh chị Hoa Văn Thiên nha. Của chị là màu xanh á. Cái này là 44k. 44k này là lụa ý nha mấy chị, 44. Có co giãn lập thể. 44k, mấy chị báo cho em 44. Lụa mango đẹp như vậy mà mấy chị không thích. Lụa mango rất là đẹp. Cái này là von lụa nha, mềm mướt rũ váy áo đầm bụng. 44 em chốt chị Hoa Văn Thiên. Cái này là lụa mango nha mấy chị, cái này là lụa mango nhầm. Lụa mango đẹp chưa? 34k. 34 lụa mango 34 mấy chị bán 34. 34 có giãn nha mấy chị nha, 34 được 2 mét lụa mango 34. 34 mấy chị bán em 34. Cái màu xanh này là lụa satin ngọc trai nha mấy chị. Lên áo đầm thiết kế nè. Mấy chị lên áo đầm thiết kế, lên áo dài rất là đẹp. 34 em chốt chị Hoa Phương. Khúc này là 51k 2 mét. 51k lụa satin ngọc trai. 51k mấy chị báo em 51. 51 mấy chị báo em 51. 51 mấy chị báo cho em 51. 51 chị nào lấy 51 có em 51. Cái này là thô nha, khúc này là thô. Khúc này là thô nha mấy chị. 51 em chốt chị Hệ A. Khúc này là thô 40k. Khúc thô này là 40k mấy chị báo em 40. 40. 40 này được 2 mét 40k. Thô 40k. Khúc thô đó là 40 mấy chị báo em 40. Cái này cũng là thô may áo sơ mi cho nam nha mấy chị, có giãn này. Thô có giãn mấy chị nha. 40 em chốt chị Thanh Tâm. Khúc này là 53k. 53. 53 khúc này là 53 mấy chị báo em 53. 53 được 2 mét rưỡi. 53k 2 mét rưỡi may áo sơ mi cho nam. May đồ pyjama cho nam nha. 53 em chốt chị Phương Như Huỳnh. 53 em chốt chị Phương Như Huỳnh. Cái này là lùa đuổi nha mấy chị, khúc này là lùa đuổi nha. Váy áo đầm bộ áo dài đều được nè. Váy áo đầm bộ áo dài đều được ha. 38k 2 mét. 38k. 38k mấy chị báo em 38k kèm số mét. Áo dài đầm bộ đều được nha mấy chị. 38k 2 mét. 38k mấy chị báo em 38. Cái này là thun hạt mè nha, khúc này là thun hạt mè. Khúc này là thun hạt mè 33k. Thu hoạch mày khúc này là 33, mấy chị báo em 33. 33 1 mét 2. 33 1 mét 2 thu hoạch mày 33. 38 em chốt chị Hải Nguyễn, Hải Nguyễn mà đứng á. 33 em chốt cho chị Tina Trần nè. 33 em chốt chị Tina Na Trần. Đúng rồi đó. Cái này là thô mấy chị nha, cái này là thô. Cái này là đuổi chứ.
khúc này là đuổi đuổi này đuổi không giãn nha, cái này mấy chị may bộ được, may đầm được nha, đừng có may áo dài. Khúc này là 2 mét, chữ Fendi 44k, 2 mét này là 44k thô, cái này là đuổi chứ, đuổi mấy chị 44k nha, 44 mấy chị bán em 44k đó là 2 mét, 44k đó là 2 mét, 44 mấy chị bán em 44. Cái này là lụa satin nha mấy chị, khúc này là lụa satin này, lụa satin. Cái này mấy chị lên nguyên bộ áo dài nha, khúc này lên nguyên bộ áo dài. 64k. Khúc này là 64k 3 mét mấy chị, 64k lụa satin nha. Mềm mướt rũ có co giãn rất là đẹp, 64. 64 này là 3 mét, 64 mấy chị bán em 64. 64. 64 em xem thấy được máy hết này. 3m7 luôn á, 3m7 64 em cháu chị Hoa Văn Thiên nè. Đẹp lắm chị Hoa Văn Thiên. Cái này là lụa satin ngọc trai nha. Cái này là lụa satin ngọc trai. Cái này là lụa satin ngọc trai, lên áo dài, lên áo đầm nè. 55k. 55k mấy chị bán em 55. 55 mấy chị bán em 55. 55 được 2 mét nha. 55 này là 2 mét. 55 số 4 em hết rồi. Số 4 em hết, 55 em chốt chị Huệ An. 55 em chốt chị Huệ An. Cái này là lụa satin đàn hồi nha. Cái này là lụa satin đàn hồi nha mấy chị. Cái này mấy chị lên áo dài, lên đầm, lên bộ gì cũng được hết nha. Nó giãn theo xế xế đàn hồi. Vải trắng may quần áo dài hồi nãy em có được mấy khúc đó chị. Chị Phan ha, chị Nhạn ha. Cái này là lụa satin đàn hồi, nó giãn theo xế xế đàn hồi nè. Cái này áo dài đầm bộ. Cái gì cũng được hết nha mấy chị. Nó chắc lắm. Cái này là 2 mét. 2 mét này là 49k. 2 mét này là 49k mấy chị bán em 49k kèm số mét nha. Ồ, em cần em cắt hơn 2 mét rồi mấy chị. 49 này. 49 này nó tới 2 mét rưỡi luôn mấy chị. 49 này nó tới 2 mét rưỡi. 49 này là tới 2 mét rưỡi mấy chị bán em 49k kèm số mét nha. 49k. 49k em còn lụa satin ngọc trai mà màu khác mấy chị. Màu đó thì em hết rồi. Cái này là lụa nhung mấy, lụa cái này là lụa ép nhung nha mấy chị nha. Cái này là lụa ép nhung. Màu vàng bò. Cái này mấy chị lên áo kiểu nè, lên áo đầm, lên áo dài, lên bộ nha. 49k cho chị Võ Ánh Hồng 2 mét rưỡi. Khúc này là 58k. 58k mấy chị bán 58. 58k, khúc này là 58 nha mấy chị nha, 58. 58 này được 2 mét, 58. Lụa ép nhung. Cái đó là lụa ép nhung. 59k, 349k cho chị Âu Trần 2 mét. Cho chị Âu Trần 2 mét 49 nè. Chị nào lấy 49 này nữa thì báo em 49 nha mấy chị nha. 49k lụa satin đàn hồi. Lụa satin đàn hồi, chị nào lấy 49 này báo em 49k kèm số mét. 49k đó là 2 mét. Cái màu xanh này là màu xanh rêu nha mấy chị. Màu xanh rêu, cái này là lụa tách ta. Khúc này là lụa tách ta nha mấy chị, lụa tách ta. Màu trắng nè. Cái này là 1m6, 1m6 này mấy chị lên được một cái đầm nha. 1m6 này lên được một cái đầm. Một cái đầm 1m6, 100 quay. Em cân nhầm giá mấy chị. 70k, 1m6 70k. 1m6 này là 70k. 1m6 70k mấy chị bán 70k tất ta nha.
Mấy chị lên gấu đầm đẹp lắm mấy chị. Mềm mướt rũ có co giãn nè. 70k. 49 cho chị là Nguyễn Thêm Tiền Phong 2m. 49 cho chị Nguyễn Thêm Tiền Phong 2m. Chị nào lấy 70k đó thì báo em 70. 70 đó là lụa satin. Cái đó là lụa tata mấy chị, đẹp lắm, lên hàng thiết kế nha. Màu trắng này là lụa satin nha. Cái này màu trắng này là lụa satin. Mấy chị lên áo kiểu, lên áo dài, lên quần áo dài này. Khúc này là 2m 40k. 2m này là 40k. Mấy chị báo em 40 nha. 40k. Lụa satin, ngọc lụa satin. Cái này là lụa satin 40k 2m. 40k mấy chị báo cho em 40. 40 chị nào lấy 40 đó nữa thì báo em 40 nha. 40k. Nghe trời. 40. Chưa có chị nào hết. Cái này là lụa satin ngọc trai nè. Cái mình nói như mình nhung luôn mấy chị nha. Khúc này là 2m. Khúc này là 2m. 40 em chốt chị Nhạn Phan. 40 em chốt chị Nhạn Phan nè. Chị Nhạn Phan đơn mới này, số điện thoại giúp em nha. Cái này là 64k 2m. 64 lụa satin ngọc trai nha mấy chị. 64 lên áo dài, lên áo đầm, lên bộ gì cũng được hết. 64. 64 đó là 2m, mấy chị báo em 64. 64. Chị nào lấy 64 thì báo em 64. Cái này là màu hồng nha mấy chị nha. Cái này là hồng nhạt, cũng là lụa satin ngọc trai nha. Khúc này cũng là lụa satin ngọc trai. Rồi ok chị. 52k. Khúc này là 52k, mấy chị báo em 52. 2m 52k. 2m lụa satin ngọc trai 52, mấy chị báo em 52. 52, chị nào lấy 52 đó thì báo em 52 nha. 52 đó là 2m 52. 52. 52, mấy chị báo em 52. 52 em chốt chị Hoa Văn Thiên. 52 em chốt chị Hoa Văn Thiên. Cái màu xanh này là màu xanh này là lụa chay thì ba. Khúc này là 59k mấy chị. 59k. 59k mấy chị báo em 59 nha. Cái mình nói như mình luôn mấy chị. Cái này là hai da, cái này là hai da mấy chị. 59. Đấy. Cái này là lụa tây thi mấy chị. 59k 2m này. 59k lụa tây thi có giãn này. Váy áo đầm bộ áo dài gì cũng được hết nha. Khúc này là 2m 59k. 2m đó là 59, mấy chị báo em 59. 59, mấy chị báo cho em 59, em chốt chị Ngô Thủy. Cái này là thô có giãn nha. Cái này lên áo sơ mi cho nam nha mấy chị. Cái này lên áo sơ mi cho nam. Lên áo sơ mi cho nam 37k 1,5m. 37k 1,5m lên áo sơ mi cho nam. 37k, khúc này là 37k, mấy chị báo em 37. 37 này nó bị lỗi khổ mấy chị. 37 này có khổ nó nhỏ. Khổ này nó nhỏ nha mấy chị ha. Cái này 2m này mấy chị may đủ một cái áo sơ mi cho nam nè. 37k em chốt chị Hoa Văn Thi. May đủ một cái áo sơ mi cho nam nha. 37. 37 mấy chị báo em 37. 37 mấy chị báo em 37. Cái này là lưới tu tu nha. Cái này là lưới tu tu, nó có nhũ đồng cho mình trong này nè. Có kim tuyến nha. Lưới tu tu 13k. 2m này là 13k. Và 13k lưới tô tô. 13k này là 2m lưới tô tô. Mấy chị báo em 13. 13. Cái này là lụa satin màu vàng đồng mấy chị. Màu vàng đồng ha. Màu vàng đồng. Màu vàng đồng 47k. Lụa satin màu vàng đồng 47k. Mấy chị báo em 47. 47. Mấy chị báo em 47. 47 này được 2,5m. 47, 13 em chốt chị Hoa Văn Thiên. 47 lụa satin màu vàng đồng. 47 mấy chị báo em 47.
cái này là vôn lụa màu đen nha, cái này là vôn lụa màu đen này, may áo dài may bộ được nha. Bốn bảy, bốn bảy em chốt chị Ngô Thị, bốn bảy em chốt chị Ngô Thị, chị về vỏ hồng, à là vỏ anh hồng ở sau không có nha. Khúc này là 41k 2 mét vôn lụa, 41k này là vôn lụa màu đen, có co giãn này mấy chị nha, mềm mướt rũ. 41k 2 mét vôn lụa màu đen 41, mấy chị bán giúp em 41, 41 mấy chị bán em 41, 41 mấy chị bán em 41. Khúc này là lụa có giãn nha mấy chị nha, khúc này là lụa mango nha, cái này là lụa mango, lụa mango, lụa mango 40k 2 mét. Khúc này là lụa mango 40k 2 mét, 40k. Mấy chị báo cho em 40 ha. 40k này là 2 mét lụa mango. 40k 2 mét lụa mango, áo dài đầm bộ gì cũng được thấy các mấy chị, 40k. Khúc đó là 40k, mấy chị báo em 40k. 40k em chốt chị Văn Trần. Cái này là thun gấm nha. Cái này là thun gấm. Cái này là thun gấm. Thun gấm. Khúc này là thun gấm mấy chị, lên body, lên áo dài, lên bộ nha mấy chị nha. Khúc thun gấm. Cái này là thun gấm co giãn bóng chiều. 99k. Khúc này 99k mấy chị bảo em 99. 99 1 2 mét rưỡi 99k nha. 2 mét rưỡi này là 99k. 2 mét rưỡi 99 mấy chị bảo cho em 99. 2 mét rưỡi đó là 99, mấy chị báo giúp em 99. 99 mấy chị báo giúp em 99 nha. 99 mấy chị báo em 99. Cái này là vôn lụa nha, cái khúc này là vôn lụa mềm mướt rũ nè. Không có giãn. 27k. Khúc này là 27k, mấy chị báo em 27. 27 1 mét 2. 27 này là 1 mét 2, 27. 27 mấy chị báo em 27. 27 cái này là lụa satin màu xanh đen nè. Khúc này là lụa satin màu xanh đen nha, lụa satin màu xanh đen. Lụa satin màu xanh đen. 40k. 40k mấy chị báo em 40. 40 này là lụa satin màu xanh đen có giãn nha mấy chị nha. Lụa satin màu xanh đen 40k. 40k 1.8. 40k này được 1.8 mấy chị báo em 40. 40 mấy chị báo cho em 40. 40k chị nào lấy 40 đó thì báo em 40 nha. 40k. Đúng rồi. 40k chị nào lấy 40 đó thì báo em 40. Cái này là lụa satin màu hồng nha mấy chị. Cái này là lụa satin màu hồng. May nguyên bộ áo dài, cái này mấy chị may nguyên bộ áo dài, may quần áo dài gì cũng được hết nè. 58k. Khúc này là 58k, mấy chị báo em 58. 58k nó giãn, trời ơi, nó giãn nè mấy chị. 58k. 58k 3 mét. 58k được 3 mét mấy chị nha, lụa satin. 58k 3 mét em chốt chị Hoa Văn Thiên. Tháng 6 trên. Chị Hoa, chị Ngọc Nguyễn ơi, hàng của chị em chốt rồi chị Ngọc Nguyễn nha. Hàng của chị em chốt rồi, chị xem chị ok chưa? Chị xem chị ok chưa? Cái này là satin nha, cái này là satin nha. Khúc này là satin. Satin khúc này là 2 mét nè. 2 mét 37k. 2 mét này là 37k. Bốn đứa ăn thi nữa là 37k mấy chị báo em 37. 37k mấy chị báo em 37. 37 mấy chị báo em 37. Cái này là von lụa nha mấy chị. 37. Cái này là von lụa, váy áo đầm bộ áo dài đều được nè. Váy áo đầm bộ đều được. Ba mươi tám k này là 2 mét.
giờ làm tới 38 này là 2 mét, mấy chị bán em 38. Chị ok rồi là em gửi rồi đó chị Bảo Nguyễn. Đơn hàng chị em gửi rồi nha. Chị ok là em đã gửi rồi đó chị. Thấy xung quanh toàn hàng ha. Cái này là vôn lụa nha mấy chị, cái này là vôn lụa, cái này mấy chị lên đầm, lên bộ, lên áo dài nha. Hoa to rất là sang. Lửa chay đè cái tôm tìm chỗ ra đó. Đây cái này bởi đứng tôi đè tôm 54k. Cái con này là 54k. Đấy. 54 có giỏi nha. Áo dài được, áo dài được không? Được. 54 khúc này là 54. 54 mấy chị bán em 54 nha, 2 mét 54. Mấy chị nào mà mặc cái to to này lấy đây rất là sang mấy chị, 54. Chị nào lấy 54 nữa thì bán em 54. To cho mấy chị to to này nè, lại 54 cắt cho em cái quần nữa nè. Không, không cắt lấy thì khúc ra kiếm khúc một nhỏ nhỏ ra khúc thì cho em cắt chị. 54 mấy chị bán em 54. Mấy chị bán em 54. Dạ nào. 54 khúc này 54 nha mấy chị. Mét mấy? Mét móc. Không biết nữa, để hủ bỏ thật chứ không biết được. Cái này là gì vậy? Cái kim này. 54 cho Cao Kim Anh nè. 54 cho Cao Kim Anh. Cái này có một khúc này cho Cao Kim Anh. Để xem tôi được bao nhiêu ha. 2 mét này đẹp không? Để coi cái khúc đây nữa. 4. Trời ơi 2 mét 3 luôn Cao Kim Anh nha. 54 này nó tới 2 mét 3 luôn cho Cao Kim Anh nè. Có một em thứ hết. Cái đó được 2 mét 3 luôn đó Cao Kim Anh ha. Để cái này có một khúc mấy. Mua về mổ đó. Cái này là màu xanh rêu, lụa nhung mấy chị. Cái này là lụa lụa satin ngọc trai đẹp lắm Cao Kim Anh, lên đầm thiết kế nha. Lên đầm thiết kế, mình rủ đẹp lắm nè. Cũng 2 mấy đó chắc còn dư đi. Để lên cái bác của con đi. 86k. Lụa satin ngọc trai, cái mình nói như mình nhung á, gọi là lụa tây tây hay lụa gì á, đẹp lắm. Cái mình nói như mình nhung á. Một, heo heo gần là F1. Sáu. Được ba mấy ha, cái này là được ba mấy nè. Nếu mà mấy chị may đầm là được hai cái, còn may áo dài thì được một bộ. 86k em chốt chị Hoa Văn Thêm, đẹp lắm. Dạ, chị An Nguyễn 23, 2 mét 3 đó còn không hả chị? Hình như là hết rồi chị ơi, hết rồi. Hết rồi chị nha. Ẩm bám liên câu. Cái đó là hết rồi. Cái này là cũng mình như vậy đó mấy chị, cũng là lụa tây thi, lụa ngọc trai luôn đó mấy chị. Ai mua là mua liên câu. Cái này mẹ ông sao mày được. Cái này là cũng ba mấy. Cái này là 75k. Khúc này là 75k, mấy chị bán em 75. 75. Tập luôn đó. Được tập luôn. 75 này là được 29 nha. 75 này là 29 đó mấy chị, 75. 75 này là 29, chắc rất là đẹp. Cái hàng này hàng 103 mấy chị nha, hàng 103. 10 bịch ai ăn cho hết. Mua mấy bịch? Tao tao tao. Tao 2 bịch. Chị 2 bịch luôn ha. Ừ. 4 bịch. Thì một đó. Chị 2 bịch và 6 bịch. Bờ kia cho 2 bịch lên đây. Đứng mà không chốt được hả chị An Nguyễn? Cái này là vôn nè. Cái này là vôn may áo dài nha mấy chị. Cái này mấy chị lên áo dài, lên áo dài đẹp lắm á mấy chị. Lên cái áo đầm, lên áo kiểu ha. 37k. 37k mấy chị bán 37. 37 áo đầm. 37. Mấy chị bán em 37 nha. 37k mấy chị bán em 37. Này lấy này nè, lấy này lên làm đi. 37. Chị nào lấy 37 thì bán em 37. 37 mấy chị bán em 37 này là 2 mét. Râu uống mình đẹp lắm mấy chị. Râu uống mình đẹp lắm nha mấy chị nha. 37 chị nào lấy 37 đó thì bán em 37, còn lấy màu xanh lên bạc cho nó. Không không. Nó màu còn xanh được. Còn nó kém giò lắm. Cái da nó mặc cái màu nó đi. Cái này màu xám nha. Trần Ly Ly. 37 em chốt chị Trần Ly Ly. Cái này là lùa đuổi nha mấy chị, lùa đuổi có co giãn nè. Cái khúc này là lùa đuổi có co giãn. 55k. 55k, khúc này là 55 mấy chị bán em 55. 55 bùng quá hả chị, 55.
55 em like của nó luôn, là đọc miết 1m8 55k này. Em đọc miết cũng đau có cổ luôn á mấy chị. Mà cũng không thấy mấy chị chốt ha. Mấy chị cũng khổ mà em cũng khổ nữa mấy chị. 55 này 1m7. 1m7 ha. Cái đó là 1m7 mấy chị báo cho em 1m7. À quần 55 được 1m7 lùa đuổi ha. Cái này là lụa trâu tôn nha mấy chị, cái này là lụa trâu tôn lầu dẻo, cái màu này mấy chị mặc lên rất là tán da. Có co giãn nha mấy chị nha, cái này nó có co giãn. Chị Trần Lily ơi, chị bấm theo dõi trang em và vô mua cho đủ đơn đi ha. Chứ có một khúc 37k thì cũng chưa có đi đơn được. Khúc này là 50k. 50k này mấy chị may áo đầm nè, may bộ 50k. Giờ quê ra. 50k này được 3 mét mấy chị, 50k được 3 mét nha. 50k đó được 3 mét tôn thì xung quanh em nãy giờ tôn thì em đã đi lại lại hồi rồi. Cái khúc quay đi nè. Đây nó đẹp. Cái này là thô nha mấy chị. Cái này là thô này, có chỗ gọi là KT, có chỗ gọi là thô nha. Có chỗ gọi là thô, có chỗ gọi là KT. Nói tổng thường đó mà làm gì cho vậy. 51k, khúc này là 51k, mấy chị báo em 51k kèm xe máy nha. 51 1 2 3 4 51 là 2 mét mấy chị. 51 này là 2 mét may đầm cho hai mẹ con nha. 51k. 51k 2 mét thô. Có chỗ gọi là KT, có chỗ gọi là thô. 51k. Mấy chị báo giúp em 51k kèm số mét. 51k đó là 2 mét, mấy chị báo em 51. 51 mấy chị báo em 51 chốt cho nhà. 51 cho chị Nhạn Phan. Chị nào lấy 51 rồi nữa thì báo em 51 nha. Chị nào lấy 51 rồi báo em 51. Cái này là tôn nha mấy chị, khúc này là tôn. 30k. Khúc tôn này là 1 mét 30k. 1 mét 30k mấy chị báo em 30 nha. 30. 30k mấy chị báo em 30. 30 mấy chị báo em 30. Cái này là tôn chéo thái nha mấy chị. Khúc này là tôn chéo thái. Khúc này là tôn chéo thái, cái này mấy chị may áo sơ mi cho nam đều được nha mấy chị nha. May áo sơ mi cho nam đều được ha. 2 mét 80k. Tôn chéo thái 2 mét 80k mấy chị báo em 80. 80 nè mấy chị lấy áo sơ mi cho nam được 80k. 30 em chốt cho chị Nhạn Phan. 80k, cái này là 2 mét, này là tôn chéo thái nha mấy chị nha. Có chỗ gọi là lanh chéo á, có chỗ gọi là tôn. 50 80k đó là 2 mét đó mấy chị. 80k đó là 2 mét nha. 80k. Cái màu đỏ này là tôn hai da nha, màu đỏ này là tôn hai da. Màu đỏ này là tôn hai da nè. Có chỗ gọi là lanh, có chỗ gọi là tôn. Khúc này là 66k 2 mét 1. 66k này là 2m1 nha mấy chị. 66k. 66k mấy chị báo em 66k kèm số mấy. 66k mấy chị báo em 66k hết rồi mấy chị. Lúc đó là 66k đó là 2m1. 66. Chị nào lấy 66 đó thì báo em 66 nha. Chị nào lấy 66 đó thì báo em 66. 66 mấy chị báo em 66. Cái này là tôn hoa nhí. Khúc này là tôn hoa nhí nha mấy chị. Cái này là tôn hoa nhí nè. Tôn hoa nhí 51k. 66 em chốt chị Thị Táo nè. Cái này là 51k. Mấy chị báo em 51. 51 chị nào lấy cái này thì báo với em 51 nha. 51 2m 51k. Tôn 51 chị nào lấy này thì báo em 51. 51 mấy chị báo em 51. Cái này là màu xanh, này là lập thể nha. Cái này là lập thể nha, cái này là lập thể nè. 51 em chốt chị Nhạn Phan. 51 em chốt chị Nhạn Phan. Khúc này là 67k. 67k, khúc này là 67k mấy chị báo em 67k kèm số mấy nha. Cái này là thổ cẩm nha mấy chị. 67.
67 này là 2,5 mét, 67k. 67 2,5 mét. 67 mấy chị bán em 67. 67 cái này là tôn bên xù nha. Cái này là tôn bên xù. Tôn bên xù 1,3 m. Khúc này là 1,3 m. 1,3 m 40k. 1,3 m 40k. 1,3 m 40k. 67 em chốt cho chị Thủy Táo nè. 40k. 1,3 m 40k. Cái này là caro tôn hai da nha mấy chị, cái này là caro nha. Khúc này là caro. Chị Thủy Táo ơi, chị Thủy Táo lên số em thợ cho em một lần là được rồi nha. Chị không cần lên nhiều đâu. Mấy chị chỉ cần cho em số điện thoại một lần là ha. 40 em chốt chị Âu Trần. Khúc này là 64k 2,1 m. 64k 2,1 m. Âu Trần ở dưới đít này. 64k mấy chị bảo em 64k kèm số mấy. Cái này mấy chị mua về may ga được nha. May áo sơ mi cho bé trai được nha mấy chị nha. 64k. Khúc này là 64 mấy chị bảo em 64k kèm số mấy. 64k kèm số mấy. 64 chị nào lấy đó thì bá em 64. 64 mấy chị bá em 64. Chị nào lấy 64 đi bá em 64 nha. Mà lên chân dễ thương thiệt. 64 mấy chị bá em 64. Bị lỗi. Cái này là tôn nha mấy chị nha. Chị lấy khúc màu xanh về chị bon bon. Màu xanh lá sâu lưng. Cái này 2 mét luôn vậy mày bây giờ cái gì chị? Màu xanh này hả chị? Cái này hả? Lá mà. Màu xanh này phải không chị ơi? Chị bon bon phải cái này không chị bon bon ơi? Phải không? Cái này là hình con sò. Cái này là giống cái này nó tôn, cái này là cũng tôn nha. Tôn này giống như là cái kiểu ring nha mấy chị, cái màu nó như màu của cái okay, ring nha, đẹp lắm. Hai mấy này là 78k. Hai mấy này là 78k tôn bên xù. 78k mấy chị bán em 78. Phải em chị bon bon. 78. Cái này là tôn nha, tôn này là tôn sạp này. Sơn gần màu cam á. Đây này. Không phải. Chắc nữa. Cái màu này như chị có rồi. Màu này chị có rồi, chị bon bon màu nào màu xanh này có chân là chị có rồi. Chị có rồi nha, cái này là màu chị có rồi. Cái này là 71k. Khúc này là 71k, mấy chị báo cho em 71. 71 chị nào lấy cái này thì báo cho em 71 nha. 71. 71 mấy chị báo em 71. 71 này là 2,4 m nha. 71 này là 2,4 m. 71 2,4 m mấy chị bán em 74. 74. 74 mấy chị bán em 74. 2. Đó 2 là 4 thì 3 là 7. 74. Từ lái luôn rồi tốt rồi. 74 lái luôn là ok luôn. 74 mấy chị bán em 74. Đưa mấy cái bông mà nó vô lại nè. Cái màu đỏ này là tôn biên xù nha mấy chị. Cái màu đỏ này là tôn biên xù nè. Tôn biên xù 70k 2 m. Cái này là 70k 2 m nha. 70k mấy chị báo cho em 70. 70k kèm số mấy. 70k. 70k lỡ mà mình lỡ. Lỡ thì bỏ bớt ra đây. Xé dục. Cái này là tôn hai da nha mấy chị. Cái này là tôn hai da màu xanh coban nè. Màu xanh coban. Cái này là 60k 2 m. Chị nào lấy cái này thì báo em 60 nha. Cái này là 60k. 60k mấy chị lấy cái này thì báo em 60k kèm số mét nè. 60k mấy chị báo em 60. Cái này là 70k. Màu đỏ là 70 còn màu xanh là 60 nha mấy chị nha. Cái tô này nó đẹp lắm. Nó nặng 2 m mà nó tới 2 m mà nó tới 4 lạng 3 rồi mấy chị. Cái này 1 kg được 4 m thôi ha. 4 m 2. Cái đó là 1 kg là 4 m 2 rồi mấy chị.
Cái này là màu xanh hoa nhí, 60k cho chị nhận, chị Phan nhận này. Cái này là tôn hoa nhí nha. Cái này là tôn hoa nhí. Cái này là 61k. 61k tôn hoa nhí 61. Mấy chị bảo em 61. Mấy mẹ hai mẹ giờ đưa cây mô đường tại em dỗ chị Lâm đó rồi ra mình lái trời. 70k cho chị Lan Nguyễn nè. 70k cho chị Lan Nguyễn. Bỏ cho chị. 60k cho chị. 60k cho chị Nhạn Phan nè. Lan Nguyễn ăn mình lụt đi mà. Mấy mẫu đồ giờ lên hồi đó còn lên 60k cho chị Nhạn Sang nè. Cái này là tôn chăn hoa nhí nha mấy chị nha. Cái này là tôn chăn hoa nhí nè. Có cái đường chăn nha. Cái này là tôn bi xù. Cái này là tôn bi xù đem cắt 2 mét. Chị nào lấy 60 đây nữa thì báo em 60 nha. Chị nào lấy 60 đây nữa thì báo em 60. Cái này là 50k 2 mét. 50k. 50k mấy chị báo em 50k kèm số mét nha. 50k này là 2 mét. 50k mấy chị báo em 50k kèm số mét. 50k mấy chị báo em 50. 50 chị nào lấy cái đó thì báo em 50 nha. 50. 50 cho chị bon bon 2 mét. Cho chị lát trắng đen đây. Cái này là tôn chị An Nguyễn. Cái này là tôn nha, không phải thô. Cái này là tôn được không chị? Cái này là tôn chị An Nguyễn nha. Cái đó là tôn. Chị nào lấy 50 đó nữa thì báo em 50. Chị nào lấy 50 đó nữa thì báo em 50. Rồi ok chị. Cái này là màu xanh hoa nhí nha. Cái này là màu xanh tôn hoa nhí nè. Cái này là có một khúc này em căng luôn nè. Cái này nó bị lỗi đường biên một chút không sao đâu mấy chị ha. Khúc này là 94k 3,5 mét. 94k này là 3,5 mét. Mấy chị báo em 94 nha. 94, 3,5 mét. 94, mấy chị báo em 94. 94, mấy chị báo em 94. 94, cái này nó bị lỗi rồi. Cái này được 3 mấy thôi. Cái này em cắt bớt ra 3 mấy thôi. 94 chị nào lấy cái này bán em 94, khúc này là được 3 mấy chứ mấy chị. 94 chị nào lấy hết thì bán em lấy hết, chị nào không lấy hết thì bán em chia. Cái này nó còn có 76k thôi nha. Cái này nó còn 76k. Chị muốn xem màu sáng hả chị? Rồi để em xem màu sáng cho chị này. Màu sáng. Rồi màu sáng đây chị, màu sáng. Cái này là tôn biên xù, khúc này là 2 mét màu sáng này, màu đỏ luôn á. Tôn hầm này còn không ta? 94 cho chị Nguyễn Hương. Hầm rút này còn không? Không còn, có mô đầu tiên rồi. Cái này là 50k nha, cái này là 50k 2 mét nè. 50k để chạp dòng, hồi sáng chị có một khúc á. Mua được măng gồm màu đỏ. 50k, cái này là 50k. 50k, 94 em chốt cho chị Nguyễn Hương. 94 em chốt cho chị Nguyễn Hương. 50k em chốt chị An Nguyễn nè. Chị Xuân Hỷ 94, 94 em bỏ cho chị Xuân Hỷ một khúc nè.
Nó à Nguyễn. Cái nó của chị Nguyễn Hương. 76 của chị Nguyễn Hương nha. Cái này nó từng khúc như vậy mấy chị, cái này nó từng khúc. Được chừng nào mấy chị lấy chừng đó giúp em nha, tại vì cái hàng này nó đừng lỗi á. Nó bị lỗi nè mấy chị, không thấy đường tay nó lỗi như vậy là em phải xé ra. Mạng yếu quá không nghe được hả chị Xuân Hỷ? Cái này là tôn màu xanh nha. Cái này là tôn màu xanh, để em xem được cái này của chị được mấy mét nè, em bỏ cho chị ha. Cái này nó có 2m8 thôi. Khúc này là có 2m8. Còn chị Nguyễn Hương hồi khúc hồi nãy em xé ra rồi, còn 76k không được 3m5 rồi ha. 2m8 này là 72k nè. 2m8 là 72k nha chị nhà chị Xuân Hỷ nha. À, mẫu theo mẫu vòn luôn. Ủa thầy chơi có phải là chị lấy luôn 2 mẫu vàng đó hả? Của chị là được 2m8 chị Xuân Hỷ nha. Ôi lỗi nhiều. Ở trong này nó bị lỗi rồi, em không lấy ra được nữa. Nó bị lỗi rồi. Em cắt cái này cho mấy chị này. Cái này là tôn miên xù nha, khúc này là tôn miên xù. Tôn miên xù. Khúc này là 2m. 2m53k. 2m mấy chị, 53. Màu này là màu gạch mấy chị nha, màu này là màu gạch. 53k 2m. 53 mấy chị bán em 53. 53 mấy chị bán em 53. 53 đó là 2m mấy chị bán em 53. 53. Cái này là màu vàng nghệ nha, cái này là màu vàng nghệ. Cái này là màu vàng nghệ tôn hai da. Cái này là 59k 2m. 59k mấy chị bán em 59k kèm số mấy nha. 59k này là 2m. 59k mấy chị bán em 59k kèm số mấy. 59k màu vàng nghệ. Cái này là màu vàng nghệ 59. 59 mấy chị bán em 59. Cái này là tôn kim xù mấy chị nha, có đường chân nha, cái này là nó có đường chân nè. Cái này là nó có cái đường chân, khúc này là 2m48k. 2m48k. 59 cho chị ở nhà. 59 cho chị nhận sang. Không, lần đừng có tháo ra nhiều. Không phải cái đó đâu, con này này, lấy cái cài rồi mới. 59 cho chị nhận sang 2m nè. Cái này là 48k. 48k nó có đường chân, 48k mấy chị bán em 48. 48, chị nào lấy 48 thì bán em 48 nha. Cái này là thổ cẩm nha mấy chị. 48 em chốt chị bon bon nè. 48 em chốt chị bon bon. Cái này là thổ cẩm tôm biên xù nha. Cái này là thổ cẩm tôm biên xù màu đỏ. 2m này là 59k. Khúc này là 59k mấy chị bán em 59. 59 mấy chị bán em 59. 59. Chị nào lấy 59 thì bán em 59 nha mấy chị nha. 59. 59. Khúc 90.000 của chị họ tính hai mãi nghìn. Nhờ tài khai cho một chị bón. Đưa cái gai đang thái nó vô đây coi. Nó lồ một bọn đường một bọn nhậu như đây. Cái này là 60k nha mấy chị nha, chụp thêm lại cho ráng. 60k, cái này là 60k 2m tôn hai da màu xanh. 60k, chị nào lấy cái này thì báo em 60k kèm số mấy. 60k này là 2m. Chị Xuân Hỷ ơi, chị em chốt hàng cho Messenger, chị có chơi Messenger không? Chị có Messenger không chị Xuân Hỷ? Em thường thường thì em chốt hàng trong Messenger nha.
Chị có messenger không? Có messenger thì em chốt trong đó ha. 60 cho chị Nguyễn Hương 2 mét nè. Có vậy em chốt trong messenger ha. Chị để ý trong messenger vô xem giúp em nha. Nhận phan. Chị Nguyễn Hương 60, chị Thúy Cao 60 nè. Chị Thúy Cao 60. Cái này là khúc này nó nhiều hơn rồi. Cái này nó nhiều hơn rồi. Để em tìm cái khác em cát cho mấy chị nè. Cái này được 3 mấy. Chị nào lấy 3 mấy cái này. Chị Nguyễn Hương lấy 3 mấy được không chị Nguyễn Hương? Chị Nguyễn Hương lấy 3 mấy được không? Được thì ở ok giúp em nha. Mua mua đây. Được thì chị ở ok. Khúc 20 mấy nghìn thôi. Còn cái khúc nó 90 nghìn cũng đều là đọc lên like 20 nghìn. Được thì chị báo ok giúp em nha. Chị Nguyễn Hương nha, rồi ok chị cho chị Nguyễn Hương rồi em tìm khúc hai mấy khác em bỏ cho chị nè. Chị nào mà muốn ra chị Thúy Cao. Chị Thúy Cao có 2 mét mã 60 nha. Mấy người đó bữa sau đâu cháu đâu. Cái này là tôn thái nè chị nào. Chị Nguyễn Thảo 60. Tất cả nó chị đi mua rồi trời. Đi mua. Cái bông hồng bông xanh hồi nãy đó. Đây 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 đây. Đây. Một chốt cho chị một khúc ba mấy đâu rồi. Nguyễn Hương bỏ chưa? Chưa. Rồi 60 cho chị. Cho chị Thủy Táo nè. Chị Thủy Táo 60 nè. Chị nào lấy vàng đó thì bán em vàng nha. Cái vàng đó là tôn. Tôn anh Tôn Thái đó mấy chị. Cái này là cái đó là Tôn Thái. Cái này còn mấy bãi không đủ. Cái cài nó ra cắt đi. Chị Nguyễn Thảo 60 có nè, chị Nguyễn Tàu có nha. Chị Xuân Hỷ lấy 60 nữa nè. Đấy. Lấy cái cài đồng nó lên đem ra cắt luôn chứ bấm gì nữa. Trong nó có cài nữa. Chị nào lấy tôn thái này thì báo em sao tôn ha. Cái này là 66k 2 mét. Cái này là 66k mấy chị về mấy chị thiết kế ra mai đẹp lắm mấy chị. 66k nha. Chị nào lấy 66 thì báo em 66k kèm số mét nè. Chị nào lấy 66 thì bán em 66. Chưa có đâu, cũng để mình đi tìm. Ủa, cái ta chưa đặt tới mà mi chưa có vải mình đi tìm kìa. Bà biểu Nguyễn Thảo mà, ba mấy mà. Của chị Nguyễn Hương ba mấy. Chị Thủy Tàu là 2 mét mã 60 này. Chị Nguyễn Thảo 2 mét nè. Chị Xuân Hỷ 2 mét mã 60 nè. Dạ được chị Nguyễn Thảo nha. Lấy nhà lấy được chị Nguyễn Thảo nha. Để riêng chị Nguyễn Thảo đó ra. Để riêng ra là hồi chị lên chị lấy 2 mét cho chị Xuân Hỷ nè. Chị Nguyễn Thảo. Chị Thúy Tàu. Chị Xuân Hỷ đủ chưa? Đưa cái cây xanh bông bự nó vô lấy. Cái này là 66k. Chị nào lấy 66 thì báo em 66 nha. 66k. Em vô mở cái bông to ra cho gì hôm mấy rồi. Cái này là 66k. Mấy chị báo em 66k kèm số mấy nè. Màu vàng 66. Chị nào lấy 66 thì báo em 66 nha. 66k. Không. Màu xanh á. Màu xanh bông đỏ á. Chị nào lấy 66 thì báo em 66 nha. Cái này là tôn nha mấy chị, cái này là tôn đen xù cái lá nè. Tôn đen xù cái lá. Để em cắt cái này ra 2 mét nha. Cái này mấy chị may áo sơ mi cho nam được nha mấy chị nha.
hai mấy này là 51k, hai mấy 51k, mấy chị bán 51k kèm số mấy nè, 51k, cái này là 51k, mấy chị bán 51k kèm số mấy, 51k, mấy chị bán 51k tôn, đó là tôn nha, 51, cái này là tôn mè nha mấy chị nha, cái này là tôn mè nè, 51 cho chị Nguyễn Hương 2 mét. Chị Nguyễn Hương muốn mua thêm thì báo số mấy em ha, tại vì cái nó em còn đó, chị cắt bao nhiêu mấy thì báo em. Khóm này là 42k, cái này là tôn tôn hạt mè mấy chị, 42k nha, 42k này là 2 mét, 42, 42 Nguyễn Hương, 42, mấy chị báo em 42, 42, 51 cho chị An Nguyễn. Dạ em không nhớ nữa chị An Nguyễn, em không nhớ hồi nãy là như là cốc lá khác phải không mày? Hồi nãy là chị lá khác đó chị An Nguyễn. Khác khác. Chị An Nguyễn cái lá này là của chị hồi nãy, là lá này nó khác, cái này nó khác nha. Chị An Nguyễn lá thêm thì lá cái lá 51 này thì báo em, còn cái hồi nãy thì lá khác nha. Cái vải đó là thầy chụp ở tay nó chưa có lá. 42 cho chị Phạm Yến. 42 chốt cho chị Phạm Yến đâu rồi? Hay. Chứ mày báo vừa bỏ vô khúc đây, khúc nào của ai đó. Khổ thiệt cơ chứ. Bóng hai em chốt chị Phạm Yến. Chị An Nguyễn có lấy 51 này thì báo em nha. Rồi ok chị An Nguyễn 51 này. Mình nghe cái lỗ chì đi. Năm mốt cho chị An Nguyễn 2 mét. Cái này là tôn hai da, khúc này là tôn hai da mấy chị nha, cái này là màu xanh, cái này là màu xanh đổ nha, cái này là màu xanh đổ cái hoa như vậy nè. Cái này là 59k 2 mét, tôn hai da 59k. Cái này là 59k, mấy chị bán em 59k kèm số mét nha, 59k kèm số mét, 59k, mấy chị báo giúp em 59. Chị nào lấy 59 thì báo em 59 nha. 59k đó là tôn hai da đó mấy chị, 59. Cái này là tôn này màu đen nè. Cái này là tôn nha. Chị Xuân Thủy ơi, sao chị không thấy shop em? Chị shop em là shop Mỹ Hạnh ha. Shop em là shop Mỹ Hạnh, shop em đương like đó chị. Chị kích vô đó thôi là tin nhắn nó nổi lên ha. Còn hai bà vậy đó. Yến thôi, bà thoải mái. Khúc này là 56k mấy chị, 56k nha. Cái này là 56k, 56k, 56k này là 2 mét 56. 56. 56 mấy chị bán em 56k kèm số mấy nè. 56. 56 em chốt chị An Nguyễn. 56 em chốt chị An Nguyễn, chị nào lấy 56 đó nữa thì báo em 56. 56. Cái này là tôn hai da nha, cái này là tôn hai da. Tôn hai da, khúc này là 57k, 2 mét 57, 2 mét này là 57, mấy chị báo em 57, 57, mấy chị báo em 57, chị nào lấy 57 rồi báo em 57 mấy chị nha, 57k này là 2 mét thôi, 57k, khúc đó là 57k, mấy chị báo em 57, 57, cái này không ai cắt hết. Chị nào chưa có cái mẫu này thì báo em với chị này, cái này là tôn chân ha, cái này là tôn chân màu vàng mây đầm mà maxi, cái đó mấy chị lên xin maxi nha mấy chị nha. Cái này là cũng tôn hai da nha mấy chị, cái này là màu màu khác nha, cái này là nó màu khác này, tôn hai da.
63k. Khúc này là 63, mấy chị báo em 63. 63, mấy chị báo em 63. Em lại thấy khúc này, em xin chào mấy chị ha. Xin chào mấy chị, em xuống live hẹn mấy chị sáng mai 8 rưỡi nha. 8 giờ. Rồi. Rồi. Nhớ Thảo. Mấy chị sáng mai 8 giờ 30 nha mấy chị nha. Ở đâu mà đi tới nhanh chứ. Cái này là 63, chị nào lấy 63 này nữa thì báo em nha. Chị nào mà muốn mua thêm thì bấm theo dõi trang em sáng mai 8 giờ 30 nha mấy chị. Giờ em xuống live ha. Giờ em xuống live. Sáng mai chắc xã hàng. Xã hàng máy gì vậy? 69, sáng mai em sẽ xã hàng cho mấy chị là 69 lụa ha. Lụa. Lụa vôn thật cẩm cho mấy chị nha. Còn tôn thì vẫn giá 165, em vẫn để tôn như vậy. Chị nào mà muốn mua tôn thì báo em sẽ lấy trên cả tôn cho mấy chị. Còn lại là vôn lụa giá mà xã cho mấy chị nha. Em xin chào mấy chị, cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em nha. Em xin chào mấy chị.